tôi đã bắt đầu đâu. Xin chào tất cả mọi người nhá. Chưa có ai vào xem cả. Chưa có ai vào xem cả. Tập quá. Một người xem rồi, hai người xem rồi ạ. À. Ai đang xem thì cho em xin một chấm với nhá. Ai đang xem thì cho em xin một chấm với ạ. Ai đang xem thì cho em xin một chấm nhá. Chia sẻ live stream cho em nhá. Đây là bếp mới đúng không? Không, cái bếp. Anh chào chị Phương Linh ạ. Chào chị Trang Nhất nhá, chào chị Milan. Cả nhóm ơi, cả nhà đang xem thì vào chia sẻ live stream giúp bọn em nhá. Và hãy vào chia sẻ live stream với chúng em với ạ. Được ạ. Tiếp tục từ bếp mới đâu ạ. Chưa biết cũ đâu ạ. 20 người đang xem rồi, em chào 20 người đang xem nhá. Ai đang xem thì cho em xin một chấm với ạ. Hôm nay nhà em có rất là nhiều mini game nhá. Mini game này và rất nhiều sản phẩm mới về rất là xinh nhá. Em chào 25 người đang xem ạ. Em chào chị Hoài Hoàng nhá. Ai đang xem thì cho em xin một chấm với nhá. Ai đang xem thì cho em xin một chấm với ạ. Hiện tại thì mẫu nhà em đang chuẩn bị rất là nhiều đồ xinh đây rồi nhá. Rất là nhiều đồ đang hot ở bên nhà em đấy nhá. 37 người đang xem. Mọi người ơi, mọi người chia sẻ livestream giúp em nhá. Bao giờ lên đến khoảng tầm 70 đi. 70 hay 80 người xem nhá thì bọn em sẽ bắt đầu mini game cực kỳ hot luôn. Cực kỳ hot nhá. Chân váy ren đen mẫu mặc bao nhiêu ạ? Em chào chị Hoài Hoàng ạ. Chân váy ren mẫu đang mặc có mã số là 8V100, giá là 186.000 nhá. Mã số là 8V100 ạ. Mã số 8V100 giá 186.000 chị Hoài Hoàng nhá. Em chào chị Thanh Vạn ạ. Em chào chị Thanh Vạn nhá. Em chào chị Thanh Vạn, em chào chị Hồng Nhung ạ. À. Các chị ơi, chị nào đang xem thì cho em xin một chấm nhá. Chị nào đang xem cho em xin một chấm và chia sẻ livestream giúp em được không ạ? Chia sẻ livestream giúp em nhá. Em chào chị Hồng Nhung ạ. À. Ai đang xem cho em xin một chấm. 57 người đang xem rồi, 55 người đang xem. Áo mẫu mặc còn nóng không bạn? Chị ơi, mặc cực mát luôn chị ạ. Áo này mặc rất mát nhá, chất là chất nhũ chị này. Chất nhũ này. Đẹp ơi là đẹp đi các chị ạ. Ui, áo này mặc lên xinh lắm nhá. Áo này mặc lên cực xinh luôn này. Các chị có thể mặc cùng với chân váy bút chì như kiểu em đang mặc ấy, rất là xinh luôn nhá. Áo này thì có mã số là 9SM 9A035 cả nhà nhá. 9A035 ạ. Có màu vàng như em đang mặc này, có màu vàng, màu trắng này và màu đen nữa cả nhà nhá. Rất là đẹp luôn. Giá chỉ có 183.000 thôi, cực rẻ luôn cả nhà. Rất đẹp nhá. 183.000 một chiếc áo mẫu đang mặc nhá, rất là hot. Hiện mấy hôm nay thì bán mẫu này rất là chạy luôn mọi người ạ. Tóc đẹp thế. Bạn buông mình xem dáng áo. Ok chị nhá. Dáng áo đấy ạ. Dáng áo đấy cả nhà nhá. Mặc thoải mái luôn này. Mặc thoải mái luôn. Em bé ra kia đi. Mặc thoải mái luôn cả nhà nhá. Rất là thoải mái. Chị nào mà 60 cân à, 62, 63 cân vẫn mặc ok cả nhà. Vẫn mặc ok hết nhá. Hơn 70 rồi bạn ơi. Chị Hồng Nhung. Ok cả nhà, mọi người ơi chia sẻ mạnh lên ạ. Cả nhà chia sẻ mạnh lên giúp em nhá. Để bắt đầu mini game cùng chúng em ạ. Rất là đẹp luôn. Cả set như của em đang mặc chỉ có hơn 300.000 thôi. Cực rẻ luôn cả nhà nhá. Chị Minh Nhung thân ơi, chân váy mẫu đang mặc 186.000 chị nhá. Ren rất là xinh này. Ren rất là xinh, chân váy chân ren nhá. Đi làm hay đi chơi đều rất là ok chị nhá. Đi làm hay đi chơi thì rất là ok. Chân váy công sở này mặc với áo sơ mi thì cũng rất là xinh. 85 hello, cơm chưa được ăn mà vẫn phải xem live. Em cảm ơn chị Hoa Nắng nhá. Rất là trong xem live của bọn em cảm ơn chị Hoa Nắng ạ. 89 người đang xem rồi, hay là lên 100 đi. Lên 100 cho nó tròn nhá. 100 cho nó tròn đi. Cả nhà chia sẻ live stream về giúp chúng em nhá. Cả nhà hãy chia sẻ live stream ạ. Để tham gia mini game cùng chúng em nhá. Thì mọi người hãy chia sẻ lên 10 nhóm này, hai lời chia trang cá nhân và bắt đầu mini game cùng chúng em nhá. Rồi chơi mini game một chút thì bọn em sẽ bắt đầu giới thiệu sản phẩm nhá. Em chào chị em Mai nhá. Chị em Mai ở lại chơi mini game của bọn em nhá. Thì sẽ có quà đấy ạ. Rất là nhiều mẫu xinh luôn. Mọi người chơi mini game bao giờ lên được 100 người nhá thì bọn em sẽ bắt đầu phổ biến luật chơi và bắt đầu chơi mini game mọi người nhá. 75 người đang xem, em lại thấy giảm rồi đấy ạ. Lên 100 đi ạ. Mọi người share vào các nhóm giúp em nhá. Share vào các trang, các hội, các nhóm công khai giúp em, phải share lên trang cá nhân hai lần giúp em nhá. Để nhiều lượt tương tác hơn ấy thì bọn em sẽ bắt đầu mini game mọi người nhá.
Bọn em sẽ bắt đầu mini game mọi người ạ. 95 người đang xem rồi, còn 5 người nữa thôi. Cả nhà ơi, em giới thiệu qua một chút về một mẫu áo như của mỗi nhà em đang mặc nhá. Mẫu này thì nhà em có mã số là 9SM017 ạ. Mẫu này thì nhà em có màu hồng này, màu hồng, màu trắng, màu đen và màu xanh lá cả nhà nhá. Hiện tại mẫu này hiện cũng đang rất là hot luôn ạ. Rất là hot cả nhà nhá. Giá chỉ có 198.000 thôi ạ. Và chân váy thì có mã số là 8V118, giá là 148.000 cả nhà nhá. Chân váy đuôi cá, chân váy đuôi cá mặc cực xinh luôn. Cả set này thì chỉ có có hơn 300.000 thôi cả nhà nhá. Chỉ có hơn 300.000 thôi ạ. Rất là rẻ luôn ạ. Cả set như của em và của bạn mẫu nhà em đang mặc thì giá chỉ có hơn 300.000 thôi. Nếu như mà chị nào ưng mẫu sản phẩm nào thì có thể chụp lại ảnh màn hình cho em và inbox trực tiếp cho shop cho em nhá. Rất nhiều mẫu đẹp luôn cả nhà nhá. Chân váy chị áo xanh mặc. Chị ơi, chân váy mẫu bên trái đang mặc giá là 186.000 nhá. Mã số là 8V100 ạ. Các chị nào muốn đặt hàng thì cứ để lại comment địa chỉ và số điện thoại cho em nhá. Bỏ áo ra ngoài đi shop, bỏ ra đi cho mọi người nhìn rõ giá. Ok mọi người nhá, em bỏ ra cho mọi người xem nhá. Chị xin cái. Chị ơi, dáng áo đây nhá, dáng áo bỏ ra ngoài đây nhá. Rất là đây ạ, rất là thoải mái nhá, mặc lên rất là thoải mái luôn. Chị là 60 65 cân vẫn mặc ok ấy ạ. Vì cái dáng này rất là rộng nhá, với lại cái form này nó cũng mặc dễ nên mọi người mặc thoải mái luôn mọi người nhá. Áo hồng mẫu đang mặc 198 nhá, mã số là 9SM017 nhá. Ok cả nhà ơi, bắt đầu mini game nhá. 137 rồi. 137. Ok cả nhà, chơi mini game nha. Chơi một chút rồi bọn em sẽ giới thiệu sản phẩm cho cả nhà nhá. Cầm đi, cầm. Cả nhà ơi, em sẽ đọc câu hỏi này. Ngược lại. Đây. Mặt này. Các chị ơi, hơn 100 người rồi bọn em bắt đầu mini game nhá. Luật chơi là các chị phải trước khi comment ấy, thì các chị phải like share vào 10 nhóm công khai này và 2 lần trên trang cá nhân cũng là ở chế độ công khai nhá, có hình quả cầu ấy ạ. Thì mới được tính nhá. Câu hỏi là nhân vật hoàn hảo nhất của tạo hóa là gì ạ? Là ai ạ? Nhân vật hoàn hảo nhất của tạo hóa là ai ạ? Mọi người comment đi nhá. Nhân vật hoàn hảo nhất của tạo hóa là ai? Mọi người comment giúp em đi ạ. Chị ơi, áo này của em ấy, áo này của em thì có mã số là 9A035 nhá. 9A035 giá là 183.000 ạ. Ok em bé đấy. 183.000 cả nhà nhá. Chị Lala Hiền ơi, chân váy đuôi cá em trả lời đi. Vừa ấy trả lời. Chân váy đuôi cá mẫu đang mặc là 186.000 ạ. Chân váy mẫu đang mặc giá là 186.000. Chân váy gen 186 bạn ơi, hôm qua mình đặt. Con người. Mọi người ơi, vui lòng comment đúng giúp em nhá. Mọi người không phải con người ạ. Không phải con người mọi người nhá. Mọi người ơi, comment nhiệt tình lên đi ạ. Nhưng mà mọi người nhớ là phải like share, live stream trước khi comment thì mới được tính kết quả nhá. Ok chị Uyên Móm nhá. Ok chị Uyên Móm mà chị ơi, lát nữa thì em sẽ liên hệ lại với chị nhá, hoặc là chị cứ chụp lại ảnh màn hình giúp em ạ và inbox trực tiếp cho shop cho em nhá. Mọi người ơi, con người là đúng rồi, nhưng mà ai trong số con người đấy ạ? Mọi người comment rõ giúp em nhá. Cả nhà comment rõ giúp em ạ. Mẹ thiên nhiên, người mẹ phụ nữ. Mọi người ơi, lên 200 người thì bọn em sẽ gợi ý câu này nhá. 200 người bọn em gợi ý nhá. 200 người bọn em gợi ý này. Cả nhà hãy chia sẻ mạnh lên ạ. Hãy chia sẻ mạnh lên giúp em nhá. Bỏ áo ra ngoài cho xem. Chị Nhung Nguyễn ơi, bỏ áo ra ngoài đi. Bắt em bỏ áo ra ngoài đấy. Chị Nhung Nguyễn ơi, đây ạ. Cả dáng áo đây nhá. Rất thoải mái luôn cả nhà nhá. Thoải mái lắm á. Thoải mái. Có áo yếm bên trong rồi nhá, có áo lót bên trong nữa, nhưng mà em không cần mặc ạ. Không cần mặc mà cũng không bị hở một chút nào đâu cả nhà nhá. Không cần mặc áo yếm bên trong vẫn không bị hở đâu ạ. Cả nhà yên tâm nhá, mặc cực mát luôn. Áo có mùa hè mà những kiểu dáng như thế này rất là mát cả nhà nhá. Áo có 3 màu, màu trắng, màu vàng và màu đen mọi người nhá. 183.000 ạ. Chị áo hồng cho em chụp mẫu này. Ok chị Uyên ạ. Ok chị Uyên này, chị chụp lại ảnh màn hình giúp em nhá. Chụp lại ảnh màn hình giúp em nhá. Chị chụp ảnh lại màn hình rồi inbox vào page giúp em nhá. Áo hồng này rất là xinh và rất là nhiều màu nhá. Mong may mắn người này. Ok chị em Mai, chị ơi, chị hôm nay chị lại chơi tiếp đi nhá. Hãy chơi tiếp đi ạ, và nhớ chia sẻ vào những nhóm công khai giúp em nhá. Chia sẻ vào nhóm công khai ạ. Cả nhà ơi, không phải người mẹ nhá, mọi người bỏ qua cái câu người mẹ đi giúp em nhá. Mọi người ơi, nhà em vẫn vừa bán hàng và vẫn vừa chơi mini game mọi người nhá. Nên là mọi người ai có hỏi mẫu gì thì cứ comment giúp em nhá. Và vẫn chơi mini game mọi người nhá. Ok chị ơi. Chị ốc Ếch Trần ơi, chân váy mẫu đang mặc giá là 186.000, áo là 183.000 nhá.
áo là 183.000 ạ, rất là xinh. Áo có đủ màu vàng, đen, trắng mọi người nhá. À, váy bao nhiêu? Váy 186.000 chị Khánh Chi nhá. Rồi em cảm ơn cô. Cả nhà ơi, mẫu này hiện đang rất là hot luôn ạ. Mẫu này đang phụ nữ, không phải phụ nữ cả nhà nhá, không phải phụ nữ đâu. Mọi người ơi, chia sẻ livestream nhiệt tình lên giúp em nhá. Hỏi nhá, nhân vật hoàn hảo nhất của tạo hóa là ai ạ? Cả nhà comment giúp em đi ạ. Câu hỏi này thực chất thì nó cũng không phàm mấy đâu nhá, không phàm mấy đâu ạ. Nhân vật hoàn hảo nhất đi ạ. Cả nhà ơi, 200 người xem em sẽ gợi ý nhá, không phải em đang mà em ạ. Thì phụ nữ không phải phụ nữ à mọi người ơi, lên 200 người đi thì em sẽ gợi ý nhá. Câu này cực kỳ dễ luôn mà ai cũng nghe rồi, chắc chắn là ai cũng nghe rồi nhá. Chúa Giêsu, không phải Chúa Giêsu ạ. Thử đổi máu đi shop lúng đồng tiền. Ok cả nhà nhá. Vừa chơi vừa đổi máu bán hàng luôn. Mọi người ơi, mọi người muốn xem mẫu gì thì cứ comment giúp em nhá. Nhà em vẫn vừa chơi mini game, vẫn vừa bán hàng mọi người nhá. Không phải thần linh chị nhá. Không phải thần linh ạ, à, không phải thần. Thiên thần ạ. À. Cả nhà ơi, câu hỏi này nói chung là rất là câu này là nó rất là nó hơi bị hách não một chút. Hách não một chút cả nhà nhá. Hơi thần. Bị hách não một chút cả nhà. 177 người xem rồi mọi người ơi, ai đang xem thì cho em xin một chấm nhá. Không phải ông Táo ạ, không phải con người. Đúng là con người rồi nhưng mà không không phải như thế nhá. Mọi người trả lời đúng giúp em nhá. Mọi không. Người ơi, mọi người chơi mini game bắt đầu trước khi chơi thì phải like xe nhé, phải như thế nếu mới trả lời đúng thì mới được nhận quà ạ. Đúng rồi ạ, cả nhà nhớ chia sẻ livestream này, thứ nhất là phải chia sẻ livestream này và nhớ là phải theo dõi livestream của chúng em nhá. Mọi người ơi, lên 200 người em sẽ gợi ý mọi người nhá, lên 200 người bọn em sẽ gợi ý nhá. Em lại thấy lượt xem giảm rồi đấy ạ. Mọi người like xe nhiệt tình giúp em nhá. Phần thưởng bên em là một chiếc áo đấy, áo phông trị giá 180.000 nhá. Áo phông trị giá 180.000 mới về, rất là nhiều mẫu áo phông đằng sau mẫu này. Mọi người có thể xem nhé, rất là nhiều áo phông này. Rất là nhiều mẫu áo phông nhá, rất là xinh. Bác Hồ phụ nữ mọi người ơi, không phải đâu ạ, à, không phải phụ nữ, không phải Doraemon nhá. Ờ chị Linh Phương Linh ơi, chị thông cảm cho bên em nhá. Chị có thể để lại số điện thoại được không ạ? Thì bọn em sẽ liên hệ trực tiếp với chị để cho chị để phản ánh mạng nhá. Chị còi bé ơi, chị còi bé ơi, chân váy mẫu đang mặc 186.000 ạ. Mã số là 8V100 nhá. Chị muốn lấy thì để lại mã số này, địa chỉ và số điện thoại giúp em nhá. Rất xinh luôn cả nhà. Chân váy đây mặc thoải mái lắm. Từ nãy giờ có rất là nhiều hỏi mẫu chân váy rồi, không biết chắc tại mẫu mặc đẹp quá. Cho em xem lại áo hồng trễ vai đi ạ. Có chân váy bò Nguyễn Thị Diễm Quỳnh, chân váy bò có chị Diễm Quỳnh ơi. Chân váy bò nhá cả nhà nhá. Cho em xem mọi người ơi, không phải người mẹ nhá, cũng không phải trẻ con ạ. Mọi người bỏ qua cái ý kiến này đi nhá. Mọi người comment cái thân thương nhá. Mọi người ơi, cái áo này thì bên em có mã số là 9FM017 ạ. 9FM017 cả nhà nhá. Có giá là 198.000. Em bé không phải ạ, không phải em bé cả nhà nhá. Cả nhà ơi, đây ạ, đây là vàng váy nhá, vàng váy này. Mọi người ơi, chia sẻ livestream lên 300. Hãy chia sẻ livestream này ạ, chia sẻ livestream lên đến 250 người xem em sẽ gợi ý nhá, em sẽ gợi ý cho mọi người câu cuối cùng nhá. Không phải Adam và Eva, không phải mọi người nhá. Mọi người ơi, mọi người muốn hiển thị được comment của mình thì phải nhớ là phải chia sẻ livestream này, thứ nhất là phải chia sẻ livestream. Mọi người có thể comment copy paste ấy, comment thật nhiều nhá. Áo chị mặc bao nhiêu? Chị Quỳnh Trang ơi, áo mẫu mặc 183.000 ạ. À. Áo mẫu mặc áo nhũ mẫu mặc 183.000 nhá, có màu vàng, màu đen, màu trắng ạ. À. Mà mẫu đang mặc là màu vàng chị nhá. Màu vàng rất là sáng ạ, à, rất là xinh, rất là nổi nhá. Còn 200 người. Chị ơi, lên 200 người thì bọn em sẽ bắt đầu gợi ý nhá. 200 người bọn em sẽ bắt đầu 250 người bọn em sẽ bắt đầu gợi ý ạ. Mẫu này thì mẫu như em đang mặc thì có rất là nhiều màu các chị nhá, có màu trắng nữa, có màu trắng, màu đen này và cả màu màu gì nhỉ? Cho em xem chân váy bò với ạ. Ok mọi người đợi em một chút nhá. Cho em xem lại câu hỏi này, nhân vật hoàn hảo nhất của tạo hóa. Nhân vật hoàn hảo nhất của tạo hóa. Mọi người ơi, chia sẻ phải chia sẻ livestream thì comment của mọi người mới hiện lên nhá. Chị Linh Phương Linh ơi, thật sự là em rất là xin lỗi chị nhá, rất là xin lỗi chị ạ. Cái này thì bọn em sẽ phản ánh với nhân viên của bên em nhá, chị rất là chị thông cảm cho bên em với ạ. Thật sự chị Hương Giang ơi, câu hỏi là nhân vật nào hoàn hảo nhất của tạo hóa? Cho chị xem áo nhũ màu trắng. Áo màu trắng. Ok chị ơi. Đọc lại câu hỏi.
chị Hưng Nguyên ơi, nhân vật hoàn hảo nhất của tạo hóa. Câu này cực kỳ dễ luôn, lên 250 người bọn em sẽ công bố kết quả nhá. À 300 người đi ạ. Bởi vì phải chia sẻ vào 10 nhóm nhá. Cả nhà nhớ chia sẻ livestream nhá. Cả nhà nhớ chia sẻ livestream này để lát nữa em sẽ kèo lên xem đã có chị nào trả lời đúng chưa. Từ nãy giờ em chưa thấy ai trả lời đúng đâu ạ. Em chưa thấy ai trả lời đúng nhá. Mọi người ơi, câu này câu trả lời có 4 từ. Có 4 từ cả nhà nhá, có 4 từ ạ. Mọi người ơi, bọn em gợi ý là có 3 từ nhá, à 4 từ nhá. Có 4 từ mọi người nhá, rất là dễ luôn. Diễn viên không phải như diễn viên chị em Mai nhá, ông Tơ bà Nguyệt. Không phải ông Tơ bà Nguyệt ạ. Ai? Thảo cho thấy bọn. Con người, không phải con người đâu, không phải con người, không phải nhân loại mọi người nhá. Có 4 từ cơ mọi người ơi. Ai mới vào thì chia sẻ livestream giúp em nhá. Phải chia sẻ thì ở các nhóm công khai ấy, thì comment của chị mới hiện lên ạ. Không là nó sẽ bị trôi. Sẽ bị trôi mọi người nhá. Bởi vì bọn em đang thấy rất là nhiều lượt comment này nó đang bị trôi rồi đấy ạ. Mọi người phải chia sẻ vào các trang, các hội, các nhóm công khai nhá. Phải chia sẻ vào các trang, các hội, các nhóm công khai thì nó mới hiện lên được ạ. Chân váy bao nhiêu vậy? Mẫu đồ mặc chị đẹp, mẫu đồ chị mặc đẹp quá. Chị Hiền Đinh, em cảm ơn chị Hiền Đinh nhá. Chân váy bao nhiêu vậy? Chị Nguyễn Thảo, chân váy bao nhiêu vậy? Chân váy mẫu đang mặc giá là 168.000 nhá. Vừa nãy có rất là nhiều chị hỏi chân váy bò theo hoa đấy ạ, 168.000 nhá. Ông Tơ bà Nguyễn con nhà. Chị ơi, chân váy đen mẫu vừa mặc là giá là 186.000 ạ. 186.000 nhá. Đây không phải à nhá. Chân váy 186 này mã là 8V100 ạ. 8V100 ở nhà nhá. 8V100 186.000 ạ. Rất là rẻ luôn ạ. Cực em chào chị Nguyễn Thị Linh ạ. Áo nhũ ở cơ sở Lê Lợi có chưa nhờ chị? Có ơi. Rồi chị nhá. Có rồi ạ. Áo nhũ tất cả các bên cả năm cơ sở đều có rồi chị nhá. Từ từ ạ, đi thay đang hot. Hot ạ. Không có ai cả, đó là phụ nữ nhân duyên tạo hóa. Mọi người ơi, có 4 chữ nhưng mà không phải nhá, không phải mọi người comment sai hết rồi ạ. Không, để 200 người xem đã được. Bao giờ 250 người xem thì bọn em sẽ gợi ý ạ. Bao giờ 250 người xem bọn em sẽ gợi ý nhá. Cho chị xét chân đen áo nhũ nhưng áo trắng. Ok chị Tuyết Hồng nhá. Chị Tuyết Hồng ơi, hiện tại thì ở shop em thì màu trắng nó lại hết mất rồi ấy. Chị còn màu này nên em chỉ mặc được màu này cho chị xem thôi nhá. Nếu như mà chị lấy màu trắng thì chị vui lòng comment giúp em nhá. Comment giúp em ạ thì bọn em sẽ ship hàng thôi chị. Áo hồng bao nhiêu vậy Vân Anh? Áo hồng 198.000 chị nhá. Áo hồng 198 ạ. Áo trễ vai 198 cả nhà nhá. Chân váy chị mang bao nhiêu chị ơi? Chân váy này của em thì có mã số là 8V101 ạ. 100 ạ. Giá là 186.000 cả nhà nhá. 186.000 ạ. Mọi người ơi, mọi người comment nhiệt tình đi ạ. Áo này thì có giá là 198 mọi người nhá. 198 này. Đọc mã luôn. 198 mã sản phẩm là 9SM017 ạ. 9SM017 cả nhà nhá. Cả nhà có nhìn rõ không ạ? 9SM017 này. Hai áo mẫu vừa mặc mà đã có rất là nhiều người hỏi rồi đấy ạ. Hot luôn cả nhà nhá. Rất là hot nhá. Mẫu này nhà em sắp sửa cháy hàng rồi đấy ạ. Suýt cháy hàng rồi. Đấy là chị nào mà bán hàng đi shop. Ok, okay mọi chị Uyên Mòn nhá. Em vẫn đang bán hàng mọi người em nhá. Em vẫn đang bán hàng nhá. À chị ở Uyên Mòn muốn xem phẩm sản phẩm nào thì cứ comment cho em nhá. Bọn em vẫn sẽ giới thiệu ạ. Đằng sau đây ạ. Đằng sau đây nhá. Chúa và thiên sứ. Chịu rồi, cho mình xem nhũ mẫu mặc và áo hồng. Ok chị lúm đồng tiền nào. Mọi người ơi, mọi người lấy mẫu nào thì vui lòng comment giúp em mã sản phẩm của bên em nhá. Áo là 9A035 ạ. 9A035 này và màu này, mọi người comment cả màu giúp em nhá. 9A035 này và chân váy thì có mã số là 8V100 ạ. 8V100 ở nhà nhá. Mọi người comment giúp em này. Lấy mẫu nào thì comment mã số, mã sản phẩm giúp em nhá. Em lấy chị váy đen. Ok chị Hòa Tống ạ. Mọi người ơi, mọi người để luôn lại địa chỉ giúp em nhá. Để luôn lại địa chỉ giúp em ạ. Hoặc là mọi người có thể đặt hàng nhanh nhất thì có thể chụp ảnh màn hình và inbox cho shop giúp em nhá. Lấy áo chị váy đen. ok mọi người nhá. Mọi người ơi, mọi người muốn lấy sản phẩm nào thì cứ chụp ảnh lại màn hình nhá. Chụp ảnh lại màn hình thì inbox vào page tụi em ạ. Bởi vì từ nãy đến giờ em thấy rất là nhiều đặt chiếc áo nhũ rồi đấy ạ. Áo nhũ và áo hồng rất là nhiều người đặt rồi ạ. Còn phần này cho em xem cả dàn áo hồng đi chị này.
dáng cả dáng áo hồng đây nhá, mặc với chân váy công sở hay là chân váy bò này đều rất là xinh nhá. Chân váy bò này nhá em có mã số là 8V149 ạ. Giá của nó là 168.000 chị nhá. 168.000 thôi ạ, cực đẹp luôn ạ. Mọi người ơi, để em váy đen. Mọi người ơi, mọi người có ưng mẫu sản phẩm này nữa không ạ? Không thì em sẽ qua mẫu nhá. Mọi người comment đi ạ. Áo em mặc đen đấy bao nhiêu chị ơi? Áo này ý ạ. Áo này thì có giá là 183.000 chị nhá. 183.000 ạ. 183.000 có cả màu đen nữa. Chị lấy cho em màu đen ra để em. Có cả màu đen nữa mọi người nhá. Áo như bao nhiêu cân mặc được ạ? Chị ơi, áo này 65 cân đổ xuống mặc ok luôn ạ. 65 cân đổ xuống mặc ok luôn vì cái dáng này nó rất là rộng này, thoải mái nữa cả nhà nhá. Chân váy bò có size nữa không sốt. Chân váy bò đủ size luôn cả nhà nhá. Chân váy bò đủ size SML ạ. Chị ơi, chân váy thì có giá là 180 186 ạ, còn áo thì có giá là 183.000 mọi người nhá. 183.000 mọi người nhá. Ok, với chân váy đen. Mọi người ơi, mẫu này đang rất là hot đây nhá. Mọi người có muốn hỏi gì nữa không ạ? Chị nào muốn đặt hàng thì vui lòng comment giúp em mã sản phẩm nhá. 9A035 và 8V100 ạ. Mọi người comment đi ạ. Ai lấy mẫu này thì vui lòng comment giúp em nhá. Nhữ Hòa chân váy bò 8V169. Ok chị Nhữ Hòa nhá, chị lấy sản phẩm nào thì để lại địa chỉ hoặc số điện thoại này. Mọi người cứ comment giúp em cả số điện thoại vào nhá. Địa chỉ số điện thoại này và hoặc là inbox page giúp em nhá. Áo nhũ không có size đâu ạ, nhưng mà cả dáng rất là thoải mái nhá. Thoải mái luôn. Rất là thoải mái nhá. Các chị nào mà mập người một tí, đậm người một tí vẫn bon chen ok mọi người nhá. Gợi ý chị cho em một áo em váy đen nhé. Ok chị Hường Triệu nhá. Áo nhũ mấy màu bạn Ngân Anh ơi. Chị Ngân Anh ơi, áo nhũ có 3 màu vàng này, trắng và đen nhá. Áo nhũ này rất là hot đấy ạ. Vừa mặc lên mà rất là nhiều khách hỏi rồi. Gợi cho chị một áo. Chị Hương Triệu ơi, không biết chị ở đâu nhỉ? Chị để lại địa chỉ và số điện thoại giúp em nhá. Cả nhà ơi, cả nhà lấy mẫu nào phải vui lòng cho em địa chỉ luôn nhá. Vì là rất nhiều người đang đặt hàng rồi ạ. Nếu mà chị nào có địa chỉ rõ ràng thì em mới chốt hàng được nhá. Các chị ơi, chị nào lấy cái sản phẩm nào comment rõ mã sản phẩm giúp em này. Comment rõ mã sản phẩm này, địa chỉ số điện thoại giúp em nhá. Địa chỉ số điện thoại và mã sản phẩm giúp em để dễ không bị nhầm đơn mọi người nhá. Để đặt hàng nó không bị nhầm em, bởi vì từ nãy giờ em thấy rất là nhiều mọi người đặt hàng rồi nhá. Chân váy bao nhiêu Quỳnh Hương ơi? Chân váy 186.000 chị nhá. Chân váy 186 ạ, mã số là 8V100 nhá. Mã số là 8V100. Áo nhũ 183, áo nhũ 183 cả nhà nhá. Chân váy 186 ạ. Chân váy 186, áo 183 cả nhà nhá. Hai màu kia hiện tại ở shop em không còn ạ. Hai màu kia hiện tại ở shop em hết sạch rồi mọi người nhá. Nên mọi người thông cảm giúp em nhá. Thay mẫu đi để mua này. Ok mọi người ơi, đây nhá, em sẽ qua mẫu ạ. Lê Hồng Phong thì có giá set này bao nhiêu em chị Trần Phúc ơi? Set mà set nhũ mẫu vừa mặc áo là 183, chân váy 186 ạ. Shop mình ở đâu ạ? Nhữ Hòa, shop mình, shop em đang livestream ở cơ sở 246 Bà Triệu Hà Nội chị nhá. Hàng ốc áo nhũ ok chị Hàng ốc, ok chị Tuyết Hùng. Ok chị Tuyết Hùng ạ, bọn em sẽ liên lạc ngay cho chị nhá. Ok mọi người, ai lấy sản phẩm gì comment lại địa chỉ số điện thoại giúp em ạ. Cho mình xem 3 mẫu áo nhũ. Chị Ngân Anh ơi, nhà em lại hết áo nhũ rồi chị nhá. Chỉ còn lại một màu đen với cả màu vàng thôi ạ. Cho mình xem 3 màu áo nhũ. Mọi người ơi, đây là một màu đang rất là hot bên nhà em đây nhá. Áo trễ phai hoa này, mặc lên màu đỏ rất là sang mọi người nhá. Ok chị Hường Nguyễn ạ, áo nhũ đen, chị đợi em một chút nhá, bởi vì vừa dơ lên thì lại có khách đang thử mất rồi ạ. Chị đợi nhà em khoảng tầm 1 phút nhá. 1 phút là có ạ. Chị gửi địa chỉ rồi nhé. Ok chị Hường Triệu nhá. Chị cứ bọn em sẽ chuyển mẫu đây, chị ở lại xem livestream với bọn em nhá. Rất là nhiều mẫu sản phẩm đấy ạ. Set này bao nhiêu thì em cho em chân váy bò. Chị Nhật Lệ ơi, chị lấy chân váy bò nào thì chị để lại chị là lấy chân váy bò nào chị để lại địa chỉ và số điện thoại giúp em nhá. Địa chỉ và số điện thoại giúp em ạ. Mã sản phẩm giúp em nữa nhá. Em thử mặc không trễ vai xem nào. Chị Ngô Đại Đức ơi, không trễ vai đây nhá. Mặc cái này được hai kiểu mọi người nhá. Mặc được hai kiểu, đi làm đi chơi này, đi làm thì mặc không trễ vai cũng được nhá. Còn đi chơi thì để xuống trễ vai cũng ok nhá. Mặc lên dáng rất là sang nhá. Mặc với chân váy bò hay là chân váy xòe hay chân váy công sở đều ok nhá. Bởi vì cái này rất là dễ mặc. Các chị nào thích kiểu sang một chút ý thì mặc cái này rất là ok nhá. Lấy áo nhũ ok chị Hào Tống nhá. Ok chị Hào Tống này. Chờ em đi. Trần Phúc.
Chị Trần Phúc ơi, chị để lại địa chỉ và số điện thoại giúp em nhá. Để lại địa chỉ và số điện thoại giúp em ạ. À. Em thử mặc không, chân váy dài xòe qua gối không? Chân váy dài xòe qua gối. Có chân váy dài xòe qua gối, chị Mạnh Bùi nhá. Bao nhiêu chị có mấy màu? Chị Huệ Tây. Chị Huệ Tây ơi, chị hỏi mẫu nào có mấy màu chị nhở? Áo nhũ mẫu đang mặc này á? Hay là cái nào hoặc cửa hàng Toàn Hot Girl mặc gì cũng đẹp. Chị không phải đâu chị ơi, mẫu nhà em toàn béo với cả ấy thôi, toàn béo với lùn thôi chị ạ. Cả nhà ơi, cả nhà có muốn nó xem mẫu này nữa không ạ? À? Mẫu này mặc lên cực xinh luôn cả nhà nhá. Mẫu này mặc cực đẹp luôn này. Giá là 168 ạ. Mã sản phẩm là 9SM007 nhá. Chị nào lấy mã 9SM007 áo này thì vui lòng comment giúp em nhá. Nếu mà chị không muốn, không chị nào muốn xem mẫu này nữa thì vui lòng comment giúp em là qua mẫu giúp em nhá. Vui lòng comment là qua mẫu giúp em thì bọn em sẽ thay mẫu khác ạ. Áo nhũ bao nhiêu tiền? Kim Sơn ra. Áo nhũ mẫu đang mặc là 183.000 ạ. À 180 ạ. Có cả 3 màu nhá, có một kiểu trễ vai và một kiểu cổ tròn này. Đây nhá, giơ cả hai đi. Đây là có hai kiểu nhá, một kiểu trễ vai này, một kiểu là cổ tròn nhá. Mẫu này vừa nãy em có mặc màu vàng đấy ạ, và đây là màu đen cả nhà nhá. Đây là màu đen ạ, màu đen này. Màu đen còn màu vàng thì vừa nãy em nó có thay ra cho khách nhà em thử mất rồi. Cả nhà nhá, mẫu này mặc lên cực xinh luôn này. Ok chị Nhữ Hòa, mẫu nhà em đang thử rồi ạ. Mọi người ơi, mọi người đừng quên là nhà em vẫn đang chơi mini game mọi người nhá. Vẫn đang chơi mini game đấy ạ. Nhà em vẫn đang chơi mini game tặng quà nhá. Đây ạ. Mọi người trước khi chơi thì vẫn phải chia sẻ livestream giúp em nhá. Vẫn phải chia sẻ livestream giúp em ạ. Nhân vật nào là cái gì đấy? Nhân vật nào hoàn hảo nhất của tặng hóa? Coi màu vàng cổ trơn. Màu vàng cổ trơn cho này xem xem. Anh em đang thử mọi người nhá, cho mình nhũ cổ cổ màu vàng. Ok mọi người này. Ok mọi người này, mọi người ơi, mọi người có thể tham khảo màu đen luôn nhá. Màu đen của nhà em đấy ạ. Màu đen và màu vàng mặc lên cũng đều xinh hết cả nhà nhá. Màu đen và màu vàng mặc lên đều xinh hết này. Rất là xinh luôn. Những các sản phẩm này thì nhà em toàn là hàng mới vừa về nhá. Họ hiện đang rất là hot hit luôn đấy ạ. Rất là hot luôn nhá. Mọi người ơi, mẫu cổ tròn vừa nãy đây ạ, có màu vàng và màu đen nhá. Vàng và màu đen này. Màu vàng màu đen này. Chân váy phối ren lúc nãy bao nhiêu? Chị ơi, chân Linda Vũ ơi, chân váy phối ren vừa nãy là 186 nhá, mã số là 8V100 ạ. Chị lấy sản phẩm chị muốn xem sản phẩm nào thì cứ comment giúp em nhá. Cái áo bạn cầm tay đấy còn không bạn? Chị Huyền Nguyễn ơi, vẫn còn nhá. Chị ơi, áo nhũ cổ tròn vẫn còn nhá. Mã là gì? 9A035 ạ. 9A035 nhá. Mọi người ơi, comment mã rõ mã giúp em này. Cái này là 9A035 nhá. 9A035 này. Đây là màu đen cả nhà nhá. 9A035 màu đen này. Áo nhũ trễ vai. Ok chị Hương Nguyễn này. Áo nhũ cho cổ lên em xem nào. Đây ạ, mẫu này đúng không ạ? Mẫu này đây nhá. Nếu mà các chị cho cổ lên nó sẽ như thế này này. Cho nên nó sẽ như thế này. Nếu như mà các chị thích trễ vai thì có thể cho trễ vai như thế này nhá. Rất là trông rất là kiểu sexy ấy. Chị ơi, chân váy này của em đang mặc ấy ạ. Chân váy đang mặc 168.000 cả nhà. Chị Uốn Tóc Vi anh ơi, 168.000 mã số là 9V109 nhá. Mã là 8V109, chân váy ren này 8V109 nhá. 168.000 ạ. Bạn mặc thử cổ tròn em một áo nhũ màu vàng. Ok chị Ánh Tuyết Phan nhá. Mọi người ơi, ai lấy sản phẩm gì thì cứ comment gió mã giúp em để không bị nhầm đơn nhá. Bởi vì từ nãy có rất là nhiều người hỏi áo nhũ rồi đấy ạ. Ok là... chị Lila Vũ này, chị Lila Vũ lấy 8V100 đúng không ạ? Ok mọi người nhá, mọi người ơi, mọi người có thể cho em luôn địa chỉ luôn cũng được nhá. Cho em luôn địa chỉ tại livestream này luôn cũng mọi được người ạ. Ơi, viết là mã sản phẩm này, ở địa chỉ và số điện thoại cùng một dòng giúp em nhá. Viết mã số, địa chỉ, số điện thoại cùng một dòng giúp em với ạ. Bởi vì cho nó không bị nhầm nhá. Mọi người ơi, mẫu nhà em đang đi thay mẫu đấy rồi nhá. Cả nhà đợi em một chút nhá, cả em đợi em một chút ạ. Em xem cái đang cầm trên tay kìa. Mimi Nguyễn. Chị ơi, các chị ơi, like share, live stream giúp em với ạ. Nhà ơi, cả nhà tham gia mini game của chúng em đi ạ. Hãy tham gia mini game của chúng em nhá, để có cơ hội nhận quà nhá. Em đọc lại câu hỏi nhá. Nhân vật hoàn hảo nhất của tạo hóa là ai ạ? Cả nhà comment đi ạ. Nhân vật hoàn hảo nhất của tạo hóa là ai? Cả nhà comment giúp em nhá. Mọi người ơi, like share, live stream giúp em này. Mẹ em vẫn vừa chơi mini game và vẫn vừa giới thiệu sản phẩm mọi người nhá. Vẫn vừa chơi mini game, vẫn vừa bán hàng ạ. Nhân vật nào là hoàn hảo nhất của tạo hóa? Nhân vật nào hoàn hảo nhất của tạo hóa nhá? Mọi người share livestream vào các trang, các hội, các nhóm giúp em 10 lần này, 2 lần trên trang cá nhân nhá, thì mới được tính kết quả mọi người nhá. 8A178 vừa luôn chị nhá, E78 vừa đấy ạ. Chị Linda Vũ E78 vừa chị ạ.
bởi vì nó là cạp chun ý nên rất là co giãn, nó chất umi rất là dễ mặc luôn ạ. Mọi người ơi, mọi người đang bây giờ đang muốn xem sản phẩm hay là chơi mini game nhỉ? Ai đang xem thì cứ comment giúp em nhá. Em thấy 100 người đang xem mà rất là ít comment ạ. Đúng rồi, mọi người comment nhiệt tình đi ạ. Không gợi ý chị rồi. Chị Nguyễn Thị Linh ơi, 150 người xem em gợi ý nhá. Một lên 150 người xem bọn em sẽ gợi ý mọi người ạ. Ok mọi người, lần này em sẽ gợi ý này. Người này xem bọn em đã sẽ đã gợi ý là có 4 chữ rồi đấy ạ. À, có 4 từ rồi đấy ạ. Có 4 từ mọi người nhá. Có 4 từ. Công sở đi bạn. Ok chị nhá. Em sẽ gợi ý cho mọi người nhá. Cái câu trả lời này thì bọn em sẽ có từ đầu tiên là từ con mọi người nhá. Sẽ có từ đầu tiên là từ con ạ. Mọi người comment đi ạ. Ok mọi người, đây là toàn là dáng công sở nhà em hết mọi người nhá. Dáng công sở hết này. Toàn là dáng công sở hết. Nên là mọi người có thể đợi em một chút. Mẫu nhà em ra thay mẫu nhà em ra thay cho em thì em sẽ cho mọi người xem mẫu khác nhá. Diêu chỉ Phật mẫu. Mọi người ơi, không phải đâu ạ. Không phải diêu chỉ Phật mẫu ạ. Không phải đâu mọi người ơi, mọi người cứ comment nhiệt tình đi. Mọi người comment nhiệt tình đi. Hôm nay bọn em sẽ giới thiệu cho mọi người rất là nhiều mẫu sản phẩm mới nhà em luôn này. Đây ạ. Đây ạ. Chị ơi, đây là mẫu màu đen nhà em nha. Mẫu áo nhũ màu đen nhà em đây rất là xinh mọi người nhá. Áo nhũ màu đen này rất là xinh đây ạ. Có màu đen, màu vàng nhá. Mix với chân váy nào cũng đẹp đấy ạ. Mặc cái này mà đi chơi buổi tối rất là nổi luôn nhá. Mọi người lại gần cho mọi người xem quần chất. Mọi người ơi, đây nhá. Rất là gió ạ. Đây ạ, có màu đen, màu vàng mọi người nhá. Mặc lên rất là nổi luôn ạ. Công sở đi bạn, mẫu khác đi. Chị Linda Vũ, ok chị Linda Vũ nhá. Là con người mọi người ơi, không phải đâu ạ. Không phải con gái mọi người nhá. Mọi người nhớ phải chia sẻ livestream thì comment của mọi người mới hiện lên ý ạ. Không mà em không đọc được hết ý. Bởi vì nó sẽ bị trôi ạ. Phải chia sẻ vào các trang, các hội, các nhóm công khai mọi người nhá. Đây là thả dáng áo ra đây ạ. Thả dáng cả áo ra đây nhá. Mặc chị nào mà hơi đậm người một chút thì vẫn bon chen ok mọi người nhá. Ai đang xem livestream thì share livestream giúp em với ạ. Từ vừa nay em thấy có người comment đúng rồi đấy ạ, nhưng mà hình như là chưa like share vào các trang, các hội, các nhóm nên vẫn không được tính đâu ạ. Lên 150 người thì em sẽ công bố kết quả mọi người nhá. Em thấy lượt xem đang giảm rồi đấy ạ, đang giảm rất là nhanh. 64kg mặc được chứ bạn? Huyền Sara, chị Huyền Sara ơi, áo giá là 183.000, mã là 9A035 nhá. Mã là 9A035 ạ. Áo có màu đen, màu vàng nhá. 64kg mặc vừa. Chị ơi, 64kg mặc vừa nhá, bởi vì chất này này. Chị nhìn đi, chất này này. Kéo ra rất là chất này rất là co giãn chị ạ. Vừa nãy không biết là có chị nào hỏi mẫu chân váy dài ấy ạ. Mẫu chân váy dài đây nhá. Chân váy dài nhà em đây ạ. Chị Linh Trang ơi, hiện tại thì bởi vì số lượt xem nhà em chưa đến mức mà bọn em quy định ý, nên là vẫn chưa công bố được kết quả chị ạ. Chị like xem vào các trang, các hội, các nhóm công khai cho em thì lên số lượt xem của bọn em ý, thì mới được bọn em mới công bố kết quả chị nhá. Ok mọi người. Đây này, có người trả lời đúng rồi. Mọi người ơi, có người trả lời đúng rồi nhá. Em sẽ kiểm tra xem ai trả lời trước này. Em có thấy chị Linh Trang trả lời đúng này. Em ghim đi, sao chị không ghim được? Đâu, ấn vào đâu đấy? Ấn nút ghim ở đâu nhỉ? Sao hôm nay không ghim được nhỉ? Em lại không... chân rồi. Em thấy chị Gia Bảo chị nhớ áo màu xám bao nhiêu bạn? Hạnh Phùng ơi, áo màu xám giá 183.000 ạ. 183.000 nhớ. 183.000 ạ. 182. Áo có cả màu đen này, màu vàng và màu trắng nhớ. Áo có màu đen, màu vàng, màu trắng ạ. Ai còn muốn xem mẫu sản phẩm gì cứ comment cho em nhớ. Hay là mọi người muốn chơi mini game ạ? À? Em này không ghim được này. Em thấy chị Nhân Nhân rồi nhá. Ai đang xem cho em xin một chấm với ạ. Cho chị xem áo màu vàng.
cho xem. Mọi người ơi, em đã có thấy có người trả lời đúng rồi nhá, nhưng mà bọn em không ghim được ạ. À. Em sẽ đọc tên nhá, em sẽ đọc tên nhá. Em có nhìn thấy chị mãi trên rồi. Đâu rồi? Máy này chị. Cho mình áo nhũ cổ vàng. Nói gì đi. À, mọi người ơi, nhà em đang tìm Linh lại Trang, chị Linh Trang. Em có thấy chị Linh Trang đã trả lời đúng rồi nhá. Kiểm tra chị Linh Trang, hiện tại là hôm nay không biết tại sao bọn em không ghim được comment của mọi người ấy. Không ghim được comment của mọi người này. Mọi người thông cảm nhá, em sẽ like thôi ạ. Em sẽ thả tim này. Chị Linh Trang nhá, kiểm tra chị Linh Trang giúp em nhá. Linh Trang có avatar là chị xinh xinh ấy. Mọi người ơi, câu trả lời của em là con nhà người ta mọi người nhá. Nhân vật hoàn hảo nhất thì chắc chắn là phải con nhà người ta rồi đúng không ạ? Con nhà người ta thì chắc chắn là khi mà nói ấy, thì không bao giờ người ta chê con nhà người ta thế này thế nọ ấy. Thì cái nhân vật hoàn hảo nhất thì sẽ là con nhà người ta cả nhà nhá. Bọn em sẽ kiểm tra chị Linh Trang nhá. Chị Linh Trang có còn đấy không ạ? Bọn em đang kiểm tra chị Linh Trang nhá, kiểm tra chị Linh Trang với em với ạ. Ok chị Linh Trang nhá, em đang kiểm tra xem là chị có chia sẻ đủ 10 nhóm và 2 lần trên trang cá nhân không nhá. Bọn em đang kiểm tra chị rồi ạ. Mọi người thông cảm nhá. Vì là vừa nãy nhiều comment quá bọn em không kiểm tra và lại không nhìn thấy comment của mọi người được ấy. Thả áo kim sa ra cho mọi người xem kìa. Chân váy bao nhiêu tiền kìa? Chị mọi người ơi, chân váy nhà em có giá là 100 đọc mã cho em ơi. 9V095 ạ, giá là 9V095 giá là 129 nghìn mọi người nhá. Đây ạ, mọi người nhìn rõ không ạ? Chân váy nhà em này, chân váy rất là xinh luôn này. Cả nhà nhìn rõ không ạ? Chân váy dáng dài nhá, chân váy dáng dài này. Chân váy dáng dài rất là đẹp luôn. Cả nhà. Áo sơ mi trắng bao nhiêu em ơi? Áo sơ mi trắng luôn triệu ơi. Áo sơ mi trắng là giá là 180.000. Mã là 8SM079 nhá. 8SM079 sơ mi mèo rất là hot đấy ạ. Rất là hot. Sơ mi mèo rất là hot nha Bảo Cai. Ai là mẹ con? Con nhà người ta. Áo sơ mi trắng bao nhiêu em ơi? Áo sơ mi trắng 180.000 chị ơi. Từ đấy đến giờ có rất là nhiều mẫu áo nhũ đấy ạ. Rất là nhiều người hỏi mẫu áo nhũ này rất là xinh đấy nhá. Sơ mi vào cho lên giá. Có phí ship không? Mạnh Bùi ơi, ship nội thành nhà em là 30.000 một đơn ạ. Nội thành Hà Nội là 30.000 một đơn nhá. Còn ngoại thành ship code là khoảng từ 30 đến 40.000 ạ. Ship code thì 30. Nhà ơi, em vừa kiểm tra chị Linh Trang nhá. Chị Linh Trang còn đấy không ạ? Chị Linh Trang chia sẻ trên 6 nhóm này. Chia sẻ trên 6 nhóm nhá. Hả? Ừ nhưng mà chị Linh Trang chưa chia sẻ đủ nhá. Chị Linh Trang mới chia sẻ lên 6 nhóm thôi nhá. Và em vừa kiểm tra. Cả nhà ơi, chân váy nhà em cực rẻ luôn này. Chỉ có giá là 129.000 thôi. Chị nào 60 cân đổ xuống bon trên thoải mái mọi người nhá. 60 cân bon trên thoải mái luôn này. Dáng cực rộng luôn này. Cực rộng mọi người nhìn này. Cực rộng luôn nhá. Mimi người này mẫu màu vàng nhà em vừa thay rồi. Nhưng mà lại có khách lấy rồi nhá. Khách nhà em lấy mất áo vàng mất rồi mọi người ạ. Mọi người thông cảm với em nhá. Mọi người thông cảm ạ. Khách nhà em lại lấy mất cái áo vàng. Bởi vì từ đầu live stream bọn em đã thay rồi ạ. Vừa thay ra thì lại có khách lấy luôn rồi ạ. Các chị có thể chia sẻ lại live stream này. Mọi người chia sẻ live stream nhá. Và lát nữa cuối live stream mọi người có thể theo dõi lại giúp em nhá. Vì là khách nhà em vừa thử lấy mất rồi ấy. Em chào chị, em chào chị Nhường Nguyễn ạ. Em chào chị Nhường Nguyễn ạ. Mọi người ơi, ai đang xem thì like share live stream giúp em. Hiện tại em thấy lượt người xem giảm quá nhiều rồi đấy ạ. Lượt người xem lại giảm rồi đấy ạ. Mọi người ơi, ai đang xem thì cho em xin một chấm nhá. Like share live stream giúp em ạ. Em chào chị Mimi Nguyễn nhá. Chị Mimi Nguyễn ơi, chị có thể share live stream này để tí được kết thúc live stream thì chị chụp ảnh lại màn hình giúp em nhá. Chị xem lại mẫu cũng được ạ. 5-6 lượt xem giảm quá. Mọi người ơi, sao lượt xem lại giảm đây? Chắc là đến giờ này mọi người đi ăn cơm hay sao ấy. Cả nhà ơi, cả nhà còn muốn xem mẫu nào nữa thì vui lòng comment giúp em được không ạ? Không thì bọn em sẽ chơi thêm một mini game khác nhá. Vừa nãy chị Linh Trang ạ.
phải chị Linh Trang nhỉ? Chị Linh Trang lại chưa chia sẻ đủ ấy, nên là bọn em sẽ không tính ạ. Em chào chị Anh Bô Bê, em chào chị Nga Cute nhá. Sơ mi mèo giá 180.000, mã sản phẩm là 8SM079 mọi người nhá. Sơ mi mèo rất là xinh đấy ạ, mặc đi chơi hay đi làm đều rất là xinh nhá. Rất là hot luôn đấy ạ. Mặc lên rất là xinh nhá. Sơ mi mèo, sơ mi trắng có size không Hương Triệu ơi? Sơ mi trắng một size nhá. Nhưng mà dáng hay thả dáng ra. Dáng form rất là vừa vặn nhá. Rất là xinh. Mặc dáng này đi chơi hay đi làm đều rất là ok nhá. Mix với chân váy gì cũng đẹp đấy ạ. Lấy chân váy đen luôn nha Hào Tống. Ok chị á. Chân váy đen hình khuy chữ O này. Khuy chữ O giá là 129.000. Mã sản phẩm là 8V095. Chân váy đen dài nhá, rất là xinh. 129.000 một chiếc chân váy này thôi, rất là rẻ ạ. Chị Hào Tống lấy sản phẩm nào thì để lại địa chỉ số điện thoại giúp em này. Mọi người cho em luôn địa chỉ nhá, cả nhà nhá. Cả nhà ơi, chia sẻ mạnh đấy nè. Hôm nay lượt xem ít quá, như là mọi người lại đi giờ này lại sắp đi ngủ rồi ấy. Mọi người ơi, ai muốn xem, muốn chơi trò chơi này hay là muốn xem sản phẩm gì cứ comment cho em nhờ. Em hôm nay vừa chơi mà vẫn vừa giới thiệu những chương trình sản phẩm nhá. Chơi thêm mini game nữa nhá, vì là vừa nãy có chị này không được nhận quà. Chị này chưa chia sẻ đủ ạ. Chị Thùy Dương ơi, sơ mi mèo 180k thôi ạ. 180k chị Thùy Dương nhá, mã sản phẩm là 8SM079 ạ. 8SM079 nhá. Mọi người ơi, bọn em vẫn đang chơi mini game đấy ạ. Cả nhà ơi, cả nhà trả lời câu hỏi của em đi ạ. Nước gì vừa đắng vừa cay ạ? Mà chị Nga Cute ơi, ghim câu hỏi. Nước gì vừa đắng vừa cay cả nhà comment vừa đắng nhá. Vừa cay mọi người nhá. Nhà em vẫn vừa chơi mini game này. Vừa chơi mini game vẫn vừa giới thiệu những sản phẩm hot nhá. Sản phẩm mới về rất là hot luôn ạ. Nước gì vừa đắng vừa cay mọi người ơi. Nước mắt không phải nước mắt nhá. Nước mắt cũng đắng cay thật nhưng mà không phải nước mắt đâu ạ. Tìm chưa? Không ghim được, không làm sao ấy. Nước đái. Không phải ạ, nước đái cay à mọi người. Không phải. Không phải nước gừng mọi người ơi, không phải nước gừng. Không ghim mà nó có phần ghim thôi. Không phải nước mắt đâu mọi người ạ. Chị ơi, chất này là chất vải umi giãn chị nhá. Vải umi này chất rất là mát luôn này, cực mát luôn cả nhà nhá. Các chị nào mới vào chưa biết luật chơi ạ thì phải chia sẻ trên 10 nhóm nhá. Chị vào mới vào thì phải chia sẻ trên 10 nhóm này. Nếu có kết quả đúng thì bọn em mới tính nhá, bọn em mới chấp nhận. Chia sẻ 10 nhóm công khai này và 2 lần trên các trang các nhóm giúp em nhá. Nước ngọt không phải nước ngọt, không phải nước mắt mọi người ơi. Chị Mạnh không phải nước mắt đâu ạ. Mọi người chia sẻ livestream nhiệt tình giúp em nhá, bởi vì em thấy chia sẻ mạnh lên ạ, hãy chia sẻ mạnh lên nhá. Chia sẻ trên 10 nhóm ạ, 10 nhóm này, 2 lần trên trang cá nhân rất là đơn giản luôn cả nhà nhá. Rất là đơn giản luôn, là có cơ hội nhận quà bên em rồi ạ. Mọi người ơi, 100 người xem thì bọn em sẽ gợi ý nhá. 100 người xem bọn em sẽ lại gợi ý tiếp câu này ạ. Nước biển không phải nước biển, chị Nhường Nguyễn nhá. Rùi, ok, không phải rượu đâu ạ. Không phải nước mắt, không phải nước ngọt. Mọi người ơi, comment nhiệt tình đi ạ. Mọi người phải share livestream trước khi comment thì bọn em mới chấp nhận kết quả nhá. Giọng em dương hay quá. Em cảm ơn chị Hoàng Anh Nguyễn ạ. Chị Hoàng Anh Nguyễn ơi, chị share livestream giúp em chị Hoàng Anh Nguyễn nhá. Cả nhà đang muốn xem mẫu sản phẩm như thế nào nữa thì có thể comment bên dưới luôn giúp em nhá. Vì là bọn em vừa chơi mini game này, vừa chơi mini game vừa giới thiệu sản phẩm cho mọi người nhá. Mọi người có muốn xem mẫu sản phẩm như thế nào thì có thể comment bên dưới giúp em ạ. Hoặc là mọi người có đang muốn nhu cầu tìm những sản phẩm về công sở hay là về đi chơi, đi tiệc gì có thể comment nhá. Thì bọn em sẽ lấy cho mọi người xem nhá. Chị Đinh Hường ơi, câu hỏi là nước gì vừa đắng vừa cay ạ? Nước gì vừa đắng vừa cay rơi ngược rồi. Không, vừa lú. Nước gì vừa đắng vừa cay, câu hỏi là gì? Mọi người ơi, chia sẻ livestream nhiệt tình giúp em nhá. Em thấy lượt người xem giảm quá rồi đấy ạ. Lượt người xem lại giảm rồi, bao giờ lên 100 người xem nhá. 100 người xem thì bọn em sẽ lại gợi ý câu này mọi người nhá. 56 người xem rồi, ok em ơi. Sao em không làm mẫu luôn hả Dương? Ok, em tự làm mẫu luôn. Bạn em. Mọi người ơi, đây ạ. Nước gì vừa đắng vừa cay mọi người ạ. Câu này rất là dễ luôn, cực kỳ dễ luôn. Mọi người like, share, live stream giúp em nhá. 71 người xem rồi ạ.
30 người xem nữa thôi thì bọn em sẽ gợi ý câu này nhá. Câu này cực kỳ dễ luôn nhưng mà nó hơi hách não một tí. Chị Hoàng Anh Nguyên ơi, chị à, bảo em làm mẫu mà chị không mua gì cho em à? Chị ơi, mẫu mèo nhà em này cũng đang rất là hot đây nhá mọi người nhá. Mẫu áo phông mèo ở nhà em cũng đang rất là hot đây ạ. Có cả màu trắng, màu đen nữa, rất là nổi. Nhà em vẫn đang rất là hot mẫu này, váy đi chị ơi. Váy đi chơi đi chị, câu hỏi mà chưa biết câu trả lời. Câu hỏi hay mà chưa biết câu trả lời à, bởi vì câu hỏi này nó hơi bị quen thuộc ấy, nên là mọi người chắc là không nghĩ đến đâu. Mọi người chỉ nghĩ đơn giản thôi, câu này cực kỳ đơn giản luôn, cứ như kiểu là cho không ấy. Câu này như là cho không luôn à, nước gì vừa đắng vừa cay mọi người nhá? Tưởng ớt, không phải ớt đâu ạ. À, ớt nó là quả rồi, không phải nước ạ. À, mọi người ơi, cứ comment giúp em nhiệt tình nhá, comment nhiệt tình giúp em đi ạ. 83 người xem, mọi người ơi chia sẻ like mấy chữ. Chị Hà Thương ơi, kẻ chị chia chị từ chia sẻ livestream lên 100 người xem nhá thì bọn em sẽ gợi ý câu này nhá. Bọn chia sẻ livestream lên 100 người xem thì bọn em sẽ gợi ý câu này ạ. Không phải nước mắt ạ, nước Bồ Đào Nha, không phải nước mắt ạ. Mọi người ơi, không phải rượu, không phải nước mắt. Mọi người ơi, sai hết rồi. Câu này cực kỳ dễ luôn, rất là thân thuộc với mọi người mà mọi người không nghĩ ra. Nước mắt. Diễm Lê, không phải nước mắt, không phải Mỹ Anh Nguyễn ơi, không phải nước mắt đâu. Đăng Tình ơi, không phải nước mắt nhá. Mọi người ơi, tất cả mọi người ơi, không phải nước mắt đâu. Từ đầu đến giờ mọi người cứ comment là nước mắt đi. Không phải nước mắt đâu, nước mắt cũng đắng cay thật nhưng mà không phải là nước mắt nhá. Nước gừng, không phải nước gừng mọi người ơi, nước lọc. Duyên Nguyễn ơi, không phải nước mắt, không phải nước lọc, không phải nước muối mọi người ạ. Hẳn là nước muối. Mọi người ơi, phải đi chơi đi nhá, phải đi chơi này. Dạ, máy này mà cực yêu này, mà cực mặt yêu này. Mọi người muốn xem sản phẩm gì hay là vẫn muốn chơi mini game thì cứ comment giúp em nhá, cứ comment nhiệt tình giúp em ạ. Bọn em sẽ chơi mini game, vừa chơi mini game và vừa chơi vừa giới thiệu sản phẩm nhá. Chị Kiều Trinh ơi, không phải nước chấm nhé, nước tương ớt, không phải nước tương ớt đâu ạ. 100 người xem rồi nhá, em gợi ý câu này này. 100 người xem em gợi ý câu này nhá, dơ lên. Em gợi ý câu này nhá. Nước gì vừa đắng vừa cay? Câu này có 3 chữ à, ừ có 3 chữ nhá. Có 3 chữ ạ, có 3 từ. Nước chấm nước ảnh. Áo van đi ạ, Hồ Bích Hà. Cả nhà nhìn rõ không ạ? Nước gì vừa đắng vừa cay ạ? Linh Trang ơi, em gợi ý là có 3 chữ Linh Trang nhá. Mọi người ơi, em gợi ý câu này là có 3 chữ ạ. Nước gì vừa đắng vừa cay? Thật ra thì dáng đẹp nó hiểu. Gợi ý nước gừng già, không phải nước gừng già mọi người ơi. Nước đắng cay. Nước đắng cay, không phải nước đắng cay, nước đắng cay. Sai hết rồi mọi người ơi, mọi người phải chia sẻ livestream trước khi comment ạ. Phải chia sẻ 10 lần trên các trang, các hội, các nhóm công khai nhá. Đúng thì cả nhà nhá, thì hay tham gia bên em chúng em này. Và các chị phải nhớ chia sẻ livestream nữa. Các chị cứ comment đi nhá. Em sẽ giới thiệu qua một chút về mẫu váy của em đang mặc này. Mẫu này nhà em có mã số là 9V016 này. Có 3 màu như em đang mặc này. Có 3 màu này, có cả màu xanh than nữa. Đây ạ, có 3 màu mọi người nhá. Giá chỉ có 239.000 thôi ạ, 239.000 thôi nhá. Rất là xinh luôn đúng không ạ? Em đang mặc một chiếc màu hường này, mặc một chiếc màu hường rất là xinh luôn. Giá là 238.000 này. Mọi người ơi, mọi người vẫn đang muốn chơi mini game gì? Váy này thì nhà em có giá là 238 chị Hương Nguyễn nhá. Hạnh Hồng Nguyễn. Một chiếc ạ. Nước mắt. Mọi người ơi, không phải nước mắt đâu ạ. Mọi người chia sẻ livestream nhiệt tình lên giúp em nha. Em thấy lượt xem giảm rồi đấy ạ. Mọi người chia sẻ livestream nhiệt tình giúp em với ạ. Bởi vì phải chia sẻ trước khi comment thì nếu mà đoán đúng thì mới được nhận chấp nhận kết quả mọi người nhá. Phải chia sẻ 10 lần lên các trang, các hội, các nhóm này và 2 lần trên trang cá nhân nhá. Câu này cực kỳ dễ, cực kỳ đơn giản với mọi người luôn. Mọi người cứ nghĩ đơn giản thôi nhá, mọi người hãy nghĩ đơn giản thôi ạ. Nước này nó quá thân thuộc luôn mọi người ạ, không phải là quá gì là sâu xa đâu, nhưng mà cũng không phải nước mắt nhá, không phải nước cay, không phải nước đắng. Đây, mọi người muốn xem sản phẩm gì này, mà nhà em vẫn vừa bán hàng vừa giới thiệu sản phẩm nhá, mà vẫn vừa chơi mini game mọi người ạ, vẫn vừa giới thiệu sản phẩm, vẫn vừa chơi mini game. Nước biển, không phải nước biển nhá. Mọi người muốn chơi mini game hay là muốn xem sản phẩm gì thì
muốn chơi mini game hay muốn xem sản phẩm gì cứ comment giúp em nhá. Nước biển, không phải nước biển ạ. Mọi người ơi comment nhiệt tình giúp em ạ. Comment nhiệt tình nhá, bởi vì em thấy lượt tương tác lại giảm rồi đấy ạ. Câu này hơi hack não một chút cả nhà nhá. 88 người xem, 88 người xem mà không ai comment gì cả. Câu này rất là quen thuộc luôn ạ. Câu này rất là quen thuộc luôn. Quần bò hoa, quần bò hoa hiện tại nhà em hết rồi chị ơi, quần bò hoa hết rồi ạ. Chỉ có chân váy bò thôi nhá, chỉ có chân váy thôi ạ. Chân váy và quần sóc thôi cả nhà nhá. À, không phải nước biển mọi người ơi, mọi người bỏ qua câu nước biển đi. Vì là đấy, câu này nhà em có 3 từ cả nhà nhá, có 3 từ đấy ạ. Mọi người nghĩ đi, có 3 từ cả nhà ơi, rất dễ luôn, rất là quen thuộc, mọi người rất là hay nói đấy ạ. Có 3 từ nhá. Không phải nước mắm, không phải nước mắt nha mọi người ơi. Em thấy rất là nhiều người comment là nước mắt nhưng mà không phải mọi người nhá. Không phải nước mắt đâu mọi người ạ. Mọi người muốn xem sản phẩm gì thì cứ comment giúp em nhá. Nhà em rất là nhiều mẫu hot đấy ạ. Cho em xem chân váy nước mắm ớt. Đi thay chân váy đi. Đây giới thiệu cái này. Mọi người cứ theo dõi livestream của chúng em. Nước khổ qua là nước gì nhỉ? Nước khổ qua. Nước mắt trong rượu. Mọi người ơi. Ừ đi thay đi. Nước muối mọi người ơi, không phải nước muối nhá. Không phải nước muối à mọi người. Nhà mọi người muốn xem sản phẩm gì cứ comment giúp em nhá. Nhà em vẫn đang vừa bán hàng vẫn vừa chơi mini game ạ. Vẫn vừa bán hàng vừa chơi mini game mọi người nhá. Cà phê đắng váy chị mặc bao nhiêu ạ? Mai Hương váy chị mặc bao nhiêu kìa? Váy chị mặc váy mẫu đang mặc giá là 288.000. V001. Mã là 9V001 nhá, giá là 288.000 ạ. Mặc đi biển hay đi chơi đều rất là xinh nhá. Chất van lụa rất là mát. Từ từ bỏ ra đã. Chất van rất là mát mọi người nhá. Mọi người ơi rất là mát luôn ạ. Nước của quả cà phê đắng. Mọi người ơi không phải gì cũng vậy. Nước Trung Quốc, nước củ quả. Mọi người ơi không phải đâu ạ, có 3 chữ nhá. Em gợi ý câu này. Ôi, nó học quá. Em gợi ý câu này là có 3 chữ mọi người nhá. Có 3 từ ạ. Nước nước mắm chấm, không phải nước mắm đâu ạ. Nước mắm ớt 247 247. Nước mắm ớt không phải nước mắm ớt đâu ạ. Không phải nước mắm ớt mọi người nhá. Hồng này ạ. Đây váy nãy mẫu là giá là 238.000 nhá. Có 4 màu, màu xanh, màu hồng, màu đỏ ạ. Màu xanh, màu hồng, màu đỏ nhá. Nước mắm ớt, nước mắc mini game tặng quà gì vậy? Cho em mới vào cho em xem câu hỏi đi ạ. Em mới vào cho em xem câu hỏi, từ từ đừng nhớ. Câu hỏi đâu? Nước gì vừa đắng vừa cay mọi người nhá. Phần quà bên em là áo phông mọi người ạ. Áo phông vừa về mọi người nhá. Cầm. Nước gì vừa đắng vừa cay mọi người ơi. Nước mắt không phải nước bẩn ạ. Nước củ quả. Em không hiểu nước củ qua là gì ạ. Chị Nhã Khánh Khanh Lý ơi, bọn em không biết nước củ qua là gì. Cả nhà ơi, thêm một mẫu sản phẩm nữa nhá. Chân váy đấy ạ, vừa nãy rất là nhiều chị muốn hỏi chân váy thì em có mang cho mọi người xem một set chân váy và áo đấy. Áo này hàng nhà em cũng vừa về cả nhà nhá. Hàng vừa về luôn này, rất xinh luôn. Áo này cực xinh luôn cả nhà nhá. Nước thuốc lào. Nước thuốc lào là nước gì ạ? Nước hủ qua là nước gì ạ? Em không biết nước hủ qua. Nước rượu cất, không biết nước rượu cất. Chân váy bao nhiêu? Chân váy bao nhiêu em? Chân váy là 230.000 nhá, mã là 9V096 ạ. 9V096 ạ. 9V096 mẫu chân váy của em đang mặc nhá. Chầu cao xinh. Nước mật, nước mắt. Không phải đâu ạ. Chầu cao voi là gì bọn em cũng không biết luôn. Ôi đố như thế này bọn em, mọi người lại đi đố lại bọn em ấy. Áo chị đang mặc bao nhiêu ạ? Phương Liễu. Áo chị áo mẫu đang mặc giá là 218.000, mã là 8SM065 mọi người nhá. 8SM065. À 218 à? 218.000 nhá. Nước rễ chanh, nước kẹo đắng, nước. Nước Lào, không phải nước Lào đâu ạ mọi người, không phải đâu nhá. Mọi người ơi lên 100 người em sẽ gợi ý câu này nhá. Mọi người ơi, mọi người nhìn rõ không ạ? Nhà em rất là nhiều mẫu sản phẩm hiện tại đang rất là hot hit luôn. Đây hôm nay bọn em chỉ show những hàng hot thôi mọi người nhá. Chỉ
sâu những hàng hot thôi. Cho chị nào mà chưa đặt được hàng hoặc là mọi người đang inbox cho shop ấy mà các bạn ấy chưa trả lời kịp ấy thì có thể đặt hàng qua tại livestream này của em luôn mọi người nhá. Đặt hàng qua livestream luôn ạ. Vì là hàng bên em cũng nhiều này, với lại các bạn ấy check không kịp ấy, mọi người có thể đặt qua đây luôn nhá. Cần phải bao nhiêu? 218.000 chị Cẩm Hà Lê ơi. Phải là 218. À 230 à? Chân váy 230 chị Cẩm Hà Lê nhá. Chân váy 230.000, chân váy màu đang mặc này. 230.000. Co giãn mọi người nhá. Co giãn thoải mái luôn này. Mặc chân váy bao nhiêu? Đắng như mật nước đắng cay, không phải đắng như mật, không phải nước đắng cay đâu mọi người ơi. Comment lại giúp em đi ạ. Mọi người hình như vẫn đang muốn chơi mini game, vẫn đang có hứng chơi mini game. Nước đắng cay, nước đắng như mật, không phải mọi người ơi, không phải đâu ạ. Mọi người cứ comment nhiệt tình nhá. Ai mới vào thì phải chia sẻ livestream trước khi comment ạ. Bởi vì phải live stream trước khi comment nhá. À, phải chia sẻ trước khi comment ạ. À. Bởi vì như thế thì mới được tính nhá. Kể cả comment đúng nhưng mà không chia sẻ thì cũng không được tính đâu mọi người ạ. À. Đâu mọi người nhá. Thuốc đắng giá tật lam. Không phải mọi người ơi, bọn em đang câu trả lời câu hỏi của bọn em là nước gì vừa đắng vừa cay ạ. À. Phải chia sẻ live stream trước khi comment thì mới được tính kết quả mọi người nhá. Mọi người ơi, có 4 từ đúng không? À 3 từ chứ. 3 từ mọi người nhá. Câu hỏi ạ. Nước gì vừa đắng vừa cay ạ? À? Bọn em đã gợi ý là có 3 từ ạ, có 3 từ rồi mọi người nhá. Có 3 từ ở lên 100 người xem thì bọn em sẽ gợi ý tiếp nhá. Chị thấy em không? Em thấy chị Thùy Dung ạ. À. Thùy Dung ơi, không phải nước mồ hôi đâu chị Thùy Dung nhá, nước mắt biển. Không phải nước mắt biển đâu ạ. À. Nước gì vừa đắng vừa cay mọi người ơi, chia sẻ một livestream lên 100 người xem đi ạ. Chia sẻ livestream lên 100 người xem thì bọn em sẽ lại gợi ý tiếp nhá. Bọn em sẽ lại gợi ý tiếp ạ. À, nước mồ hôi, không phải nước mắt ạ. Không phải vỏ chanh gừng đâu ạ. Mọi người ơi, chia sẻ livestream lên 100 người xem đi, bọn em sẽ lại gợi ý câu này nhá. Hoặc là bọn em vẫn đang vừa bọn em vừa chơi mini game mà vẫn vừa giới thiệu sản phẩm mọi người nhá. Nước mắt người. Mọi người ơi, không phải nước mắt đâu, không phải nước mắt đâu ạ. Không phải nước mắt đâu ạ. Từ đấy từ đầu đến giờ em thấy rất là nhiều người comment nước mắt rồi nhưng mà không phải nước mắt mọi người nhá. Chia sẻ livestream lên 100 người thì em sẽ lại gợi ý tiếp câu này nhá. Nước gì vừa đắng vừa cay ạ? Không phải rượu ạ, không phải nước biển nhá. Không phải nước rượu ạ. Không phải rượu đâu mọi người ơi. Mọi người chia sẻ livestream lên 100 người xem giúp em thì bọn em lại gửi tiếp câu này nhá. Mọi người ơi, không phải rượu và không phải nước mắt đâu ạ. Không phải rượu và không phải nước mắt nhá. Không phải từ thôi nhá. Có 3 từ thôi ạ. Có 3 từ thôi. Cả nhà cố gắng lên. 100 người xem em sẽ gợi ý từ đầu tiên nhá. Nước gì vừa đắng vừa cay. Mọi người muốn chơi mọi người muốn chơi mini game hay muốn xem sản phẩm gì cứ comment nhiệt tình với em. Mọi người muốn xem mẫu gì thì có thể comment giúp em nhá. Ờ, có sơ mi váy không ạ? Sơ mi váy em có luôn chị nhá. Có đáng sơ mi váy á. Đây ạ. Bia. Không phải bia, không phải rượu, không phải chất kích thích mọi người nhá. Nước em mướp đắng nước. Đây chị ơi. Đáng áo váy sơ mi nhà em này, váy sơ mi theo hoa nhá, mã sản phẩm là 8V083, giá là 286.000 ạ. 286.000 mọi người nhá. Mẫu này mặc lên cực xinh luôn này, đáng váy sơ mi. Sơ mi váy sọc ạ? Sơ mi váy sọc đây. Trời ơi rất nhiều luôn. Đây chị nhá, đáng sơ mi váy sọc này. Không phải nước mắt, không phải nước lo lắng đâu mọi người ơi. Mọi người ơi, chia sẻ livestream lên 100 người xem đi thì bọn em có lượt tương tác cao ấy thì bọn em mới dễ dàng đọc được comment, còn mọi người không là nó bị trôi hết đấy ạ. Nước mật gấu, thuốc nhỏ mắt. Không phải đâu mọi người ơi. Thuốc nhỏ mắt em thấy nó cũng chả đắng mà cũng chả cay, nó ngọt ấy, mặn mặn, nó mặn. Mọi người comment đi ạ, à. Cả nhà comment đi nhá. Cả nhà muốn xem mẫu gì có thể comment giúp em ạ. À. Vẫn chơi mini game này, vẫn chơi mini game này, vẫn chơi vẫn giới thiệu sản phẩm nhá. Váy kẻ có cúc ạ. À. Váy kẻ có cúc ạ. À. Váy kẻ có cúc.
Chị Mỹ Huyền ơi, chị comment rõ sản phẩm nào giúp em với ạ. Bởi vì mẫu nhà em lại vừa dơ ra rất chị là nhiều ơi, đây chị nhá, mẫu này thì nhà em có giá là 215 này. Mã sản phẩm là 8FM093 8FM093 nhá. Còn mẫu này thì nhà em có mã sản phẩm là 9V023, giá là 201 cả nhà. 201 mọi người nhá. Mẫu này hiện tại đang rất là hot luôn này. Váy dáng suông này. Mẫu này mặc các chị bầu bí mặc ok thoải mái luôn cả nhà nhá. Rất là thoải mái luôn. Màu bao nhiêu vậy? 195 ạ. Cái này có giá là 201 ạ. 201 ở nhà nhá. 201 ạ. Và có cả màu này nữa, có cả màu kẻ xanh này, màu kẻ xanh này nhá. Có hai màu kẻ xanh và kẻ đen này. Rất là đẹp luôn. 210k chất gì? Chất gì kìa? Chất này chất sơ mi đuôi ạ. Chị Nhung Đoàn ơi, chất sơ mi đuôi chị nhá. Cúi xuống tí nữa em. là sao? Là set váy áo phông. Ok mọi người muốn xem cả áo crop top đúng không ạ? Ok mọi người nhá, chị đi thay set váy áo phông đi. Set set váy áo phông, chân váy bút chì. Ok ok mọi người này. Ok này, chân váy bút chì nhà em đây nhá. Chân váy bút chì ren này. Chân váy bút chì ren này, rất đẹp luôn. Cái này mặc qua đầu gối rất là đẹp luôn. Rất đẹp mọi người nhá. Áo sơ mi đuôi kia mặc qua đầu gối không được. Chị Nguyễn Thị Bảo An ơi, chị đang muốn xem mẫu nào ạ? Chị đang muốn mặc thử mẫu nào đấy ạ? Chị Nguyễn Thị Bảo An. Mặc màu trắng, set váy phông này, mặc qua đầu gối chị Trang nhá. Áo bao nhiêu ạ? Chị ơi, chị đang hỏi áo nào đấy ạ? Chị đang hỏi áo nào? Áo của em đang mặc đúng không ạ? Áo của em đang mặc thì có giá là 218.000 chị nhá. 218.000 này, 218 rất là xinh, có cả kẻ xanh nữa nhá. Có cả kẻ xanh. Mọi người ơi, không phải nước mắt nhá, em chào chị Thu Suka nhá. Bây giờ chị mới vào xem ạ. Bây giờ chị mới vào xem livestream của chúng em ạ. Không phải thuốc nhỏ mắt chị Hương ơi. Mấy kẻ ạ. Mấy kẻ này đúng không ạ? Thay okay, chị tay okay. Mọi người đợi Phương Anh ra đã. Ok, mọi người muốn mặc mẫu này đúng không ạ? Cả nhà đợi em một chút nhá. Cả nhà đợi em một chút ạ. Rượu, không phải rượu mọi người nhá. Không phải rượu đâu ạ. Không phải rượu nhá. Mọi người có 3 từ thôi. Chỉ có 3 từ thôi mọi người nhá. Đây ạ, váy này đúng không ạ? Mọi người muốn em mặc váy này đúng không ạ? Cả nhà ơi, muốn em mặc váy này đúng không ạ? Hai bông hoa đen là mẫu nào nhỉ? Váy chị Oanh lấy ạ? Đúng rồi. Chị ơi, có phải mẫu này không ạ? Có phải mẫu này không chị? Chị ơi, phải mẫu này không ạ? Phải mẫu này không ạ? Phải mẫu này không chị? Chị ơi, có phải mẫu này không? Chị Hư Nhung Đoàn ơi. Mọi người ơi, ok mọi người, em mặc thử mẫu này cho mọi người xem nhá. Mọi người ơi, nào, bóc áo ra. Đây. Không phải ạ, không phải ạ. Mọi người ơi, mẫu đang mặc áo rất là không có gì. Mọi người ơi, mọi người muốn xem sản phẩm nào cứ comment giúp em nhá. Muốn xem sản phẩm nào cứ comment giúp em ạ. Nước mật. Mọi người chào chị, đọc lại câu đố đi chị. Chị Huyền Thị Nguyên ơi, câu đố đây nhá. Nước gì vừa đắng vừa cay mọi người ơi? Nước gì vừa đắng vừa cay nhá. Một bông hoa trên một bông hoa bên dưới, bông hoa to ý. Chào chị. Váy nhá, cái đấy hết rồi chị ạ. Váy đấy hết rồi chị Nhung Đoàn nhá. Cái váy đấy hết rồi chị ạ. Mọi người ơi, mọi người muốn chơi mini game hay là muốn giới thiệu sản phẩm thì cứ comment giúp em nhá. Hôm nay thì bọn em sẽ vừa chơi mini game và vẫn vừa bán hàng đấy ạ. Rất là nhiều mẫu mới về, rất là xinh mọi người nhá. Không thấy nước mắt. Mọi người ơi, không phải nước mắt đâu ạ. Từ mọi người có rất là nhiều người comment là nước mắt rồi nhưng mà không phải. Nước mắt. Nước rượu mật. Mọi người ơi, chia sẻ livestream lên 100 người xem nhá. Chia sẻ livestream lên 100 người xem thì em sẽ gợi ý câu này ạ. Chia sẻ livestream lên 100 người xem bọn em sẽ gợi ý câu này nhá. 88 người xem rồi à, 86 người xem. Tự nhiên người xem lại bị giảm quá, hình như là mọi người đi chơi hay là đi ăn cơm hết rồi hay sao ấy. Vừa nãy có một chị muốn em mặc thử mẫu này đấy ạ. Thì mọi người có thể xem thôi em nhá. Mẫu này thì nhà em có cả kẻ xanh đấy ạ. Có cả kẻ xanh này. Có cả kẻ xanh nhá, mẫu này mặc lên trông rất là đáng yêu đúng không ạ? Rất là yêu nhá, chất vải sơ mi đuôi mặc cực mát luôn. Mùa hè các chị mặc những kiểu dáng như này rất là đẹp mọi người nhá. Rất là đẹp luôn. Mã sản phẩm là 9V023 này, giá là 201 mọi người nhá. 201 thôi ạ, 201 này. Mọi người ơi, 201 một mẫu dáng váy như em đang cầm nhá. Mẫu bao nhiêu cân vậy? Chị Nhung Đoàn ơi, em cao 1m67, nặng 54 cân ạ, 54-55 cân rồi nhá. 54-55 cân. Mẫu này mặc lên trông rất là yêu luôn này. Chị nào đang bầu bí mặc ok thoải mái luôn, bầu bí mặc thoải mái luôn cả nhà nhá. Sao rộng vậy?
mọi người ơi, đây là nó là dáng suông mọi người nhá, nó là dáng suông ạ. Nó là dáng suông rất là thoải mái, em thích mặc thoải mái thế này ý. Nhung, chị Nhung Đoàn ơi, không có sai đâu, chị Nhung Đoàn ạ, không có sai nha, cái đấy một sai nhá, nhưng mà chị làm bẩm một chút vân bon chen ok đúng mọi rồi, người nhá. Đúng rồi mọi người nhá. Cái này thì 64-65 cân đổ xuống mặc ok luôn ạ. Em chia sẻ một phát chục lần. Em cảm ơn chị nhá. Em không biết tên chị là gì nữa. Nước là đắng đúng không ạ? Không phải nước là đắng đâu ạ. Mọi người ơi, mọi người muốn chơi mini game hay là muốn xem sản phẩm gì cứ comment giúp em nhá. Cả nhà hãy chia sẻ mạnh lên ạ, chia sẻ mạnh lên thôi. Chị ơi, 65 cân mặc ok luôn ạ. 65 cân mặc ok luôn. Cái này rất rộng thoải mái luôn cả nhà nhá. Rất rộng thoải mái luôn ạ. Hoặc là chị nào mà không muốn nó kiểu rộng quá, mình có thể thêm một chiếc đai như thế này nhá, thêm một chiếc đai và eo thế này rất là đẹp luôn. Cả nhà yên tâm nhá, yên tâm về chất lượng sản phẩm bên em nhá. Chất sơ mi đuôi rất đẹp. Rượu phải không ạ? À? Công bố đáp án đi chị Bảo Thư Bảo Long ơi, phải lên 150 người xem nhá. 150 người xem bọn em mới công bố đáp án nhá. Đúng rồi ạ. Mọi người cứ chia sẻ vào các trang các hội các nhóm công khai đi ạ. Chia sẻ vào các trang các hội các nhóm công khai nhá. Trịnh Văn Lộc nước đái à? Chị không phải nước đái anh nhá. Không phải nước đái, nước đái có đắng ạ? À? Nước đái đắng mà cay à anh? Nhung Đoàn ship code bao nhiêu? Nhung Đoàn ship code là 30 đến 40 nghìn nhá. 30 đến 45 nghìn ạ. À. Bao nhiêu cân mặc vừa? Lan Phương ơi, váy mẫu đang mặc thì khoảng tầm 65 cân, 65 70 cân có khi vẫn vừa, rất là rộng luôn đấy ạ. Rất là rộng luôn, bỏ ra cái ra. Rất là rộng nhá, rất là dài và rộng nhá, bởi vì cái này là dáng suông nên là gầy hay béo đấy mặc ok nhá. Mắt có mẫu nào kiểu có cúc như mẫu đang mặc nữa không? Đây chị nhá. Rất là nhiều mẫu váy sơ mi có cúc mọi người nhá. Nước mắt chị ơi. Mọi người ơi, cúc mở được à? Đặng Loan ơi, Đặng mở được cúc chị nhá. Mọi người ơi, không phải nước mắt đâu. Em đã nói từ đầu là không phải nước mắt rồi. Mọi người comment nước mắt đi. Chị ơi, cúc này mở thoải mái luôn chị nhá. Cúc này mở thoải mái luôn này. Nè, mở thoải mái luôn, mở xuống tận đây luôn nhá. Nước xả chị nhé. Mọi người ơi, cúc này mở xuống tận đây luôn nhá. Mở xuống tận đây luôn ạ. Váy mẫu mặc có sai không? Váy mẫu mặc không có sai đâu chị ơi. Váy mẫu mặc này đang rất là hot đấy nhá. Không có sai, một sai ạ. Em thấy các chị có chị gầy, chị béo vào mặc vẫn ok nhá. Đúng rồi, đúng rồi. Thêm một mẫu sản phẩm này nữa thì nhà em có mã sản phẩm là 7V183 nhá. 7V183 giá chỉ có 168.000 thôi ạ. 168.000 cả nhà nhá. Bao nhiêu số váy mẫu đang mặc giá là 210.000 chị ơi. 201 ạ, 201 một bộ váy em đang mặc này. Còn mẫu này thì có giá là 168.000 các chị nhá. 168.000 rất rẻ luôn. Các chị mặc mùa hè những cái chất liệu như thế này thì quá là mát luôn đúng không ạ? Rất mát mọi người nhá. Nước mắt mọi người ơi, không phải nước mắt ạ. Trời ơi, em không phải nước điếu cây nhá. Có ba chữ nhưng mà không phải là nước điếu cây đâu ạ. Có ba chữ nhá. Mọi người ơi, chia sẻ lên 100 người xem đi, em sẽ gợi ý câu này ạ. Vừa nãy em đã thấy suýt soát 100 người rồi mà không chia sẻ gì cả. Có dáng váy công chúa không chị? Có chị nhá. Hình như em nhầm nước là ngón đúng không? Nước là ngón là gì ạ? Nước là ngón uống vào là chết luôn ạ. Nước là ngón uống vào chết luôn mọi người nhá. Còn không biết đắng cay là gì luôn ý ạ. Xem thêm một số mẫu váy kiểu vậy nữa đi sếp. Ok chị Nhung Đoàn nhá. Chị Nhung Đoàn chị đợi một chút nhá. Chị Vân Anh mặc gì đấy? Mặc váy 21. Mướp đắng. Mướp gì? Đắng. Nước trà vàng, nước mắt. Nước trà vàng, nước mắt mẫu bao nhiêu cân vậy? Lan Phương ơi, mẫu 55 cân chị ơi. Mẫu 55 cân nhưng mà mặc váy vẫn rất là rộng đấy ạ. Mặc váy vẫn rất là rộng, vẫn thoải mái nhá. Nước trà cùng mọi người ơi, cái váy chị đang mặc bao nhiêu ạ? Bảo Thư Bảo Long à, Nguyễn Hải ơi, váy kẻ mẫu vừa mặc giá là 210.000 chị nhớ nhiêu ạ? Quỳnh Anh đây ạ, váy mẫu vừa mặc xong đây ạ, có màu đen là kẻ đen và kẻ xanh này giá là 210.000 ạ. Váy kẻ Cao Trang ơi, váy kẻ 210.000 có kẻ đen kẻ xanh Cao Trang nhá. Bao nhiêu ạ? Váy chị đang mặc bao nhiêu? Mọi người ơi. Mọi người muốn xem sản phẩm gì cứ comment giúp em, hay là muốn chơi mini game cũng cứ comment giúp em ạ. Có ship bưu điện không ạ? Có ship bưu điện chị Nguyễn Hải nhá. Nước đắng em nghĩ là chị có nước thuốc đông y. Nước đắng em nghĩ chị có nước thuốc đông y thôi, không phải đâu Trịnh Văn Lộc nhá. Không phải thuốc đông y đâu chị Văn Lộc ơi, cơ sở Nguyễn Trãi có không ạ? Cao Trang ơi, cơ sở Nguyễn Trãi có nhá.
Cơ sở nguyên trai có, cao trang cả năm cơ sở đều có nhá. Váy kẻ chất đuôi nhá. Váy kẻ chất đuôi để em zoom gần lại chất đây này. Rất là mát luôn ạ, mùa hè mặc đuôi chất rất là mát luôn nhá. Rất là nhẹ và mềm này. Rất là mát. Có quần ống rộng không chị? Hướng Nghiệp có quần ống rộng nhá. À, nước thời gian váy kẻ có quần ống rộng set, có set nước mắt. Váy đó có size to không bạn? Chị Hiền Moon ơi, chị bao nhiêu cân ạ? Váy này phong cực to luôn. Phong này nhá, mập mặc rất là ok, mặc mới đẹp, mập mặc đẹp, chứ gầy mặc lại không đẹp ấy ạ. Phong này rất là to luôn. Mẫu có mẫu vừa mặc vừa đấy ạ. Cái này bao nhiêu ạ? Hà Nguyễn. À, Hà Nguyễn ơi, cái này 210.000 thôi. Cái này 210.000 thôi Hà Nguyễn nhá. Còn váy khác không Nguyễn Hà ơi? Váy khác đây nhá, mẫu đang mặc nhá. Hôm nay em sẽ show tất cả những mẫu mà sản phẩm đang hot nhất bên em nhá. Hiện tại đang bán rất là chạy này. Thứ nhất là bán rất là chạy mà hiện tại đang rất hot ấy. Giới thiệu cho mọi người xem một chút nhá. Mẫu này có cả màu hồng. 70kg. Hiền Moon ơi, 70kg mẫu đường kẻ vào đây đây. 70kg vẫn vừa Hiền Moon ơi, 70kg vừa nhá. Chị cao mét bao nhiêu? Chị cao 1m bao nhiêu ạ? 70kg mặc mẫu này vẫn vừa, chị nhìn rất là rộng nhá. Rất là rộng luôn, rất là thoải mái. Váy dài đuôi Nguyễn Hà. Hình như là mẫu này đang hot nè, mọi người hỏi rất là nhiều. 210.000 nhá, váy kẻ 60kg. 60kg vừa. Các chị ơi, cái mẫu kẻ này thì béo mặc mới đẹp ý. 60-70kg vẫn bon chen ok nhá, bầu bì cũng vẫn ok. Áo phông trắng dài giấu quần nhỉ? Có áo phông trắng dáng dài để giấu quần không ạ? Có chị nhá. Có áo. Mặc cái áo mét 65. Hiền Moon ơi, mét 65 mặc vừa. Hiền Moon ơi, váy này rất rộng. Mẫu khác em ơi. Cho em đặt một cái váy kẻ. Nguyễn Hải ơi, chị để lại địa chỉ số điện thoại giúp em nhá. Để lại địa chỉ số điện thoại giúp em ạ. Để lại địa chỉ số điện thoại giúp em nhá. Hoặc là chị hãy chụp lại ảnh màn hình giúp em nhá. Hoặc là chị có thể chụp lại ảnh màn hình luôn ạ. Và inbox cho shop giúp em được không ạ? Mọi người chụp lại ảnh màn hình inbox cho shop giúp em nhá, thì nó sẽ nhanh hơn mọi người nhá. Tinh dầu tràm phải không ạ? Không phải chị nhá, không phải tinh dầu tràm ạ. Chị ơi, bao nhiêu cái đầm vậy? Chị đang hỏi mẫu nào nhỉ? Nếu như mà mẫu của em đang mặc thì có giá là 201 ở nhà nhá. 201 mẫu em đang mặc này, có cả màu hồng này, có cả màu hồng ở nhà nhá, có cả màu hồng và màu như em đang mặc. Còn mẫu này thì cũng có giá là 201 ở nhà nhá, hai cái đều 201 hết. Thôi mình xem mẫu váy nào có cúc ý, tại mình đang nuôi con. Chị ơi, mẫu này có cúc nhá, chị nuôi con cái đề được nhá, vẫn cho con mù nhá, vẫn cho con ti được nhá. Cái mẫu cái béo mặc ok chị ơi. Nếu như mà chị muốn thì chị có thể mặc những kiểu dáng như thế này nữa này. Những kiểu dáng như thế này mặc ok luôn chị nhá. Ok chị Nguyễn Hải, chị inbox địa chỉ cho em nhá. Váy chị mặc ý bao nhiêu? Chị ơi, váy này của em mặc thì có giá là 201 ạ. 201 chị nhá, có màu hồng nữa ạ. Có cả màu hồng nữa này. Có màu hồng. Đây xinh mà. Màu hồng này. Chị thử váy kẻ em xem với Hiền Moon ơi. Váy này mẫu vừa thử rồi đấy ạ. Mẫu vừa thử rồi nhá. Chị em vừa mặc thử xong mọi người ạ. Chị muốn xem lại livestream thì chị chia sẻ livestream rồi tí nữa chị lên tường xem mẹ chia xem lại cũng được nhá. Đây ạ, rất nhiều các chị nhá, rất nhiều luôn ạ. Chị Nhung Đoàn nhá, nếu chị đang nuôi con thì có thể mặc những kiểu dáng như thế này nhá. Những kiểu dáng như thế này thì chị có thể mặc ok luôn này, có thể mặc ok luôn. Chị yên tâm là những kiểu dáng như thế này con nó rất là rộng, rất là phù hợp với những chị mà vừa sinh xong ấy, vừa sinh xong nhá, hoặc là hơi mập một chút nhá, có thể mặc những kiểu dáng như thế này này, rất đẹp luôn. Váy kẻ có sẻ bé không em? Váy kẻ thì nhà em không có size chị nhá, váy kẻ không có size đâu ạ, dáng free size nhá mọi người nhá, dáng free size mọi người ạ. Mọi người muốn xem gì hay là vẫn muốn chơi mini game thì cứ comment giúp em nhá. Mọi người trả lời câu hỏi đi ạ. Em chưa thấy có chị nào trả lời đúng ấy, hình như câu hỏi này hơi khoai đúng không ạ? 100 người xem đi ạ, lên 100 người xem nhá thì em sẽ lại gợi ý câu này nhá. Phần 100 người xem gợi ý nhá. Phần thưởng người... là một váy hay là một áo đi ạ. Một váy hay một áo cho hấp dẫn nhá. Bởi vì váy áo như em mới về rất là nhiều váy luôn ở đằng sau này. Áo phông về rất là nhiều nhá. Còn mẫu nào khác không ạ? Chị ạ, các chị cứ trả lời câu hỏi. Chơi mini game vẫn, nhà em vẫn vừa chơi mini game và vẫn vừa bán hàng nhá. Vừa nãy có chị hỏi áo phông giấu quần đấy ạ. Thì đây là mấy mẫu phông to nhà em nhá. Mặc được giấu quần chị nhá. Phong rất là rộng luôn ạ. Mặc phong rất là rộng, có thể mặc làm áo đôi cũng được nhá. Mặc làm áo đôi cũng được. Bạn nữ thì mặc kiểu áo váy, còn con trai thì mặc kiểu áo. Rất là xinh.
rất là xinh form rộng, mặc áo đôi cũng ok ạ. Thôi cho mình cái váy kẻ 210k đi. Cho ok chị Nhung Đoàn ạ. Ok chị Nhung Đoàn để lại địa chỉ giúp em nhá, hoặc là chụp ảnh màn hình inbox page giúp em ạ. Chị ơi hỏi lại đi ạ. Vũ Nana. Nước gì vừa đắng vừa cay? Không phải. Nước gì vừa đắng vừa cay ạ? Câu hỏi là nước gì vừa đắng vừa cay? Mọi người ơi, phải chia sẻ livestream trước khi comment nhá. Phải chia sẻ livestream trước khi comment thì kết quả đúng mới được tính nhá. Chia sẻ livestream lên 100 người đi ạ. 100 người bọn em sẽ lại gửi tiếp nhá. Vừa nãy em thấy có người trả lời đúng rồi nhưng mà hình như là phải là đúng đâu. Câu 1 gì? Câu đầu tiên hả? Câu đầu tiên mình cũng đúng rồi. Nước mắt chị ơi, không phải nước mắt chị ạ. Không phải nước mắt, không phải nước mũi nhá. 59 người xem rồi mà chẳng có ai comment cả. À ừ, 59 người xem rồi. Nước mắt chị ơi, không phải nước mắt ạ, không phải nước đắng cay nhá. 60 người xem rồi ạ. Lên 100 người xem thì bọn em sẽ like gửi câu này tiêm nhá. Câu này cực kỳ dễ luôn. Cực dễ. Áo trắng như mẫu mặc không có hình, không có hình đằng sau có không? Chị ơi, mẫu mặc thì chỉ có loại có kiểu khác thôi chị nhá. Có cái form rộng nhưng mà không có hình đằng sau đấy ạ, nhưng mà không có kiểu đấy nhá. Em chia sẻ 10 lần rồi nhưng mà chị ơi, chị chia sẻ 10 lần rồi nhưng câu trả lời của chị lại chưa đúng. Hãy trả lời đúng nhá, hãy trả lời đúng đi ạ. Nữa xem lại váy trắng chị vừa dơ những cái váy trắng nào đấy. Chắc là cái áo phông nhá. Bọn em lại vừa dơ áo phông chứ không phải là vừa dơ váy đâu ạ. Cái này kiểu áo giấu quần đấy. Vừa nãy có chị hỏi áo giấu quần nên là bọn em dơ kiểu áo giấu quần, áo phông rộng lên. Nước vỏ bưởi. Không phải nước vỏ bưởi, không phải nước ớt chị ơi, không phải nước vỏ bưởi đâu. Không phải nước mắt nhá. Vừa nãy em có thấy một số chị hỏi váy đi chơi ấy, thì mọi người có thể tham khảo những mẫu của em đang mặc nhá. Có thể tham khảo một mẫu như em đang mặc đấy ạ. Mẫu này mặc lên trông nó kiểu ăn chơi với lại ăn chơi này, tiểu thư này, còn sexy đúng không mọi người nhá. Mọi người muốn đang tìm thì có thể ghé qua cơ sở bên em để mua hàng nhá. Rất rất nhiều mẫu xinh luôn. Mẫu này bao nhiêu nhỉ? Mọi người ơi, giá chỉ có 248.000 thôi ạ. 248.000 cả nhà nhá. Có cả màu đỏ này, nhưng có cả màu đỏ với màu hồng nữa ấy ạ. Có màu đỏ nữa mọi người nhá. Có màu đỏ nữa đấy ạ. Con chó bao nhiêu chị? Áo con chó. Áo con chó này đúng ạ. Mẫu này nhà em có giá là 160.000 cả nhà nhá. 160.000 này, chó vương miệng này. 160.000 này. Mã của sản phẩm là 9A064 ạ. 9A064 cả nhà nhá. 9A064 này, mọi người có thể nhìn rõ này. Rất là đẹp này, rất đẹp mọi người nhá. Ok mọi người ơi, mọi người muốn nó xem mẫu nào thì có thể comment cho em được không ạ? Cả nhà hãy comment cho em nhá. Áo trắng không hình giá bao nhiêu chị ạ? Áo trắng không hình nhá. Áo này thì nhà em có giá là 160.000 ạ. 160.000 cả nhà nhá. 168. Chị ơi có phải áo này không ạ? Hay là áo nào đấy ạ? Chị đang muốn hỏi áo nào đấy ạ? Nước ớt, không phải nước ớt. Mọi người ơi, không phải nước ớt, không phải rượu đâu ạ. Không phải nước ớt, không phải rượu nha mọi người. Phải chia sẻ livestream trước khi comment giúp em nhá. Chia sẻ livestream giúp em thì trả lời đúng thì mới được nhận chấp nhận kết quả nhá. Mọi người muốn trả lời bao nhiêu lần cũng được kìa. Áo bao nhiêu ạ, Ngọc Phương? Áo bao nhiêu kìa? Áo này có giá là 168.000 ạ. 168.000 cả nhà nhá. 168 9A024. Có hình đằng sau nhá mọi người ơi, có hình đằng sau đây ạ. Có hình đằng sau và đằng trước có chữ nhỏ nhá, mặc kiểu dấu quần rất là xinh. Cái này rất là hot luôn. Rất là hot, mẫu này rất là hot nhá. Em đặt áo con chó và váy kẻ Nguyễn Hải kìa. Ok chị Nguyễn Hải ạ. Chị Nguyễn Hải ơi, chị ở đâu nhở? Nếu như mà chị ở tỉnh thì vui lòng inbox cho shop cho em nhá. Chị vui lòng inbox cho shop cho em với ạ. Thì các bạn ấy sẽ lên đơn để chốt đơn cho chị được không ạ? Em váy kẻ đằng sau chị, xem lại váy kẻ đi cho chị xem lại váy kẻ. Đây ạ, váy kẻ đây nhá. Váy kẻ đây ạ. Mọi người có thể chụp lại ảnh màn hình giúp em nhá. Có thể chụp lại ảnh màn hình những mẫu mà mọi người ưng ấy và inbox cho shop giúp em với ạ. Nếu như các chị ở tỉnh thì vui lòng inbox cho shop bên em nhá. Nếu như mà chốt qua livestream ấy thì bọn em có thể là hay bị sót đơn cho mọi người ấy, mọi người cứ inbox trực tiếp cho bọn em nhá.
À, nếu như mà ở nội thành thì mọi người có thể chốt qua livestream giúp em cũng được. Mọi người ơi, không phải lướt mắt đâu mọi người nhá. Mọi người ơi, không phải lướt mắt đâu. Trời ơi, câu hỏi này nó rất là dễ thôi mà. Mọi người cũng có nghĩa là cũng hay gặp đấy ạ. Cũng hay gặp nhá. Cả nhà muốn xem mẫu gì nữa không? Vui lòng comment đi ạ. Cả nhà cứ comment nhiệt tình nhá, thì bọn em sẽ lấy cho mọi người xem nhá. Không biết. Không xem được. 460 chia sẻ ít thế nhở? 1:19. Cả nhà ơi, comment đi ạ. Khi nào nhận được hàng ạ? Chị ở đâu ạ? Chị ở đâu đấy ạ? Chân mày bút chị ạ. Ok chị Kim Oanh nhá. Ok chị Kim Oanh này. Đi đâu mà được ạ? À? Hưng Yên, nếu mà Hưng Yên thì chắc khoảng 2 đến 3 ngày chị nhá, 2 đến 3 ngày ạ. Chị có thể inbox trực tiếp cho shop cho em nhá, có thể inbox trực tiếp cho shop cho em với ạ. Cứ inbox trực tiếp cho shop cho em thì các bạn ấy sẽ lên đơn để chốt đơn cho chị được không ạ? Cả nhà yên tâm nhá. Mọi người ơi, em thấy lượt tương tác giảm quá rồi đấy ạ. Em thấy lượt tương tác giảm quá em này, mọi người vẫn đang muốn chơi mini game nhở? Bởi vì em thấy rất là mọi người đang trả lời câu hỏi đấy ạ. Không, chưa thấy hỏi sản phẩm hết. Anh ơi, lấy hộ em cái kẻ đen ra đây nhá. Bạn ơi, giơ hai màu kẻ đen, kẻ trắng mình xem lại. Vâng, em nhắn tin rồi. Ok mọi người ạ. Ok mọi người, đợi em một chút nhá. Thì mẫu bạn mẫu nhà em mang ra cho em ạ. Rồi. Nó lớn quá nhỉ. Đây ạ. Kẻ đen này. Kẻ đen và kẻ xanh nhà em đây nhá. Kẻ đen và kẻ xanh đấy ạ. Cả nhà đó, chị đang cầm trên tay 60kg vừa không bao nhiêu tiền. Vừa luôn chị ơi, vừa luôn chị nhá. Chị yên tâm nhá, vừa luôn đấy ạ. Chân váy bút chì bạn ơi. Chân váy bút chì. Mọi người ơi, mọi người chia sẻ livestream giúp em nhá. Nhảy em vẫn đang chơi mini game đấy ạ. Câu hỏi là nước gì vừa đắng vừa cay mọi người nhá. Chia sẻ livestream lên 100 người thì bọn em sẽ gợi ý nhá. Từ đấy đến giờ em thấy rất là nhiều comment rồi nhưng mà chưa thấy ai đoán đúng kết quả cả. Mọi người ơi, chia sẻ livestream giúp em với ạ. Lên đây. Đây mọi người nhá. Nước gì vừa bao tiền chị ạ? Bao nhiêu tiền chị ơi? Chị đang hỏi áo 168 chị nhá, áo 168 ạ. Váy vừa nãy là 210 ạ, váy áo. Đuôi chị đang hỏi áo. Đây mọi người nhá. Câu hỏi là nước gì vừa đắng vừa cay ạ? Mọi người comment giúp em với ạ. Hãy comment giúp em nhá, comment nhiệt tình đi ạ. Mọi người ơi, nước gì vừa đắng vừa cay? Mọi người trước khi trả lời câu hỏi phải like share livestream giúp em nhá. Không thì trả lời đúng không được nhận chấp nhận kết quả đâu ạ. Chân váy bút chì kìa, không phải nước gừng, không phải nước mắt mọi người ơi. Chân váy bút chì. Chị ơi, chân váy bút chì nhà em đây nhá. Chân váy bút chì đang rất là hot nhà em đây ạ. Chân váy bút chì đang rất là hot nhà em đây. Về rất là nhiều mẫu xinh nhá. Mặc rất là dễ mặc, đi làm hay đi chơi đều rất là ok chị Kim Oanh nhá. Em thấy 54 người đang xem, 55 người đang xem mà chẳng thấy ai comment gì cả. Mọi người comment nhiệt tình lên đi ạ. Cho nó được nhiều lượt tương tác ấy thì bọn em sẽ dễ giới thiệu sản phẩm hơn. Nhà em về rất là nhiều mẫu sản phẩm xinh mà không thấy ai comment gì cả. 42 người xem, đứng lùi xuống sao nó bị bóng thế nhở. Chân máy bút chì. Mọi người ơi, comment giúp em nhá. Mọi người ơi, like share live stream giúp em này, comment giúp em này, ba kiểu này thôi à. Chị Kim Oanh ơi, không biết chị ở đâu nhở. Chị ở nội thành Hà Nội thì chị ghé qua cửa hàng xem giúp em vậy ạ. Bởi vì nhà em rất là nhiều mẫu dơ ra thì rất là nhiều. Nếu mà chị ở Hà Nội nhà em chỉ dơ ra những vài mẫu hot thôi chị ạ, chị nhá. Bởi vì nếu mà dơ ra thì rất là nhiều. Chị nếu chị ở nội thành Hà Nội thì chị qua năm cửa hàng xem giúp em ạ. Xem váy có hình thêu đi. Nước mắt. Xem váy có hình thêu. Nước mắt. Chị ơi, không phải nước mắt chị ơi. Không phải nước mắt nha, em thấy từ nãy giờ có rất là nhiều người comment nước mắt rồi nhưng mà không phải. Không phải nước mắt chị ạ. Mọi người cứ comment nhiệt tình giúp em nhá. Nhà em vẫn vừa chơi mini game vẫn vừa bán hàng nhá. Vừa chơi mini game vẫn vừa chơi mini game vẫn vừa bán hàng vẫn. Không phải nước bọt đâu mọi người ạ, không phải nước bọt nhá. Mọi người xem livestream thì chia sẻ giúp em nhá. Chia sẻ giúp em ạ. Vừa nay có chị hỏi váy thêu đấy ạ. Váy có hình thêu đấy chị nhá. Váy có hình thêu đấy ạ. Chuyển đi. Về rất là nhiều mẫu giá chỉ hơn 200.000 một chiếc thôi.
về hơn 200.000 một chiếc mà thêu rất là nét này. Thêu rất là nét nhá. Thêu màu này rất là nét. Mà dáng baby doll này đang rất là hot đấy ạ. Khu trẻ. Câu hỏi đây chị nhá. Treo treo lên đi. Câu hỏi đi. Câu hỏi là nước gì vừa đắng vừa cay chị ơi? Mà hình như mọi người đang hứng chơi mini game hay sao ấy. Nước đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Nước gì vừa đắng vừa cay ạ? Vải trắng hoa xanh, xanh. Có tay. Có tay không hay là bay như thế? Cho em xem. Nước mật. Đây mình, đây chị nhá, các chị nhá, vừa chơi mini mà vẫn vừa bán hàng như bình thường mọi người nhá. Nước Việt Nam, không phải nước Việt Nam Linh Trang ơi, không phải nước Việt Nam đâu. Vải trắng hoa xanh có tay. Nước rượu, không phải nước rượu nhá. Vừa đây có hỏi chị váy trắng, có hỏi váy trắng đây ạ. 299k nhá. Váy váy lúc đầu đó, váy váy hoa xanh có tay lúc đầu là gì? Thế nào đấy? Chị ơi, phải mẫu này không ạ? Mẫu này nhà em có mã là 8V001, giá là 298 chị nhá, 298.000 ạ. Rượu, không phải anh Phạm ơi, rượu không phải nhá, Đặng Trang ơi, không phải nước mắt nhá. Đây ạ, mọi người ơi, cái này cực kỳ dễ rồi. Có 3 từ thôi ạ, có 3 từ mọi người nhá, mọi người cố lên. Trời ơi, câu này hình như là hơi hại lão một tí hay sao ấy. Chia sẻ live stream lên 80 người đi. 80 người đi, em sẽ gợi ý câu đầu tiên, thứ hai, câu thứ hai đi nhá. 80 người xem thì bọn em sẽ gợi ý tiếp mọi người nhá. Chưa, mọi người nhớ là trước khi chị nào mới vào xem ấy thì trước khi trả lời thì phải chia sẻ trước nhá. Trước khi trả lời phải chia sẻ trước thì câu trả lời mới được chấp nhận nhá. Nếu trả lời đúng thì mới được chấp nhận này. 55 người xem rồi, hình như giờ này mọi người đi ăn trưa hay là đi chơi hay sao ấy mà giảm lượt xem quá. 62 người xem. Mọi người ơi vào xem livestream nhiệt tình nhá. Nhà em vẫn vừa chơi và vẫn vừa bán hàng như đúng bình thường. Đúng rồi ạ. Đúng rồi cả nhà nhá. Nước mật nhân không phải nước mật nhân đâu. Ai muốn xem sản phẩm gì hay là đoán câu hỏi thì cứ comment nhiệt tình của em nhá. 63 người xem rất là ít. Giảm rất là nhanh. Từ đầu đã có 200 người xem rồi và bây giờ này mọi người chuẩn bị nghỉ trưa ấy để còn đi làm nữa. Hôm nay chủ nhật mà mọi người. Người hãy theo dõi livestream của chúng em đi ạ. Hôm nay chủ nhật người nhá. Xem 10 người chút thời gian cho bên 10 em người đi xem nữa mọi người ơi, 10 người xem. 10 người xem nữa thôi là bọn em sẽ gợi ý từ thứ hai nhá. Rất dễ cho mọi người nhận quà luôn ạ. Nước mắt. Không phải nước mắt. Trời ơi, em bảo không phải nước mắt mọi người nhá, không phải nước mắt đâu ạ. Phần quà nhà em là một chiếc áo phông mọi người nhá, không phải đâu ạ. Không phải nước mắt ạ. Không phải nước mắt mọi người ơi. Không phải nước mắt. Ok, em đã thấy một chị trả lời đúng đấy. Chị khoảng lặng ạ. Chị khoảng lặng. Khoảng lặng. Chị anh kiểm tra chị khoảng lặng giúp em nhá. Chị mọi người ơi, em đã nhìn thấy một chị trả lời đúng nhá. Đó chính là nước thuốc lào ạ. Nước gì vừa đắng vừa cay. Tất nhiên là nước thuốc lào rồi đúng không ạ? Chị khoảng lặng trả lời đúng này. Vui lòng cho em xin số điện thoại này. Mọi người ơi, để em kiểm tra chị khoảng lặng xem đã chia sẻ livestream 10 lần này. Chia sẻ livestream 10 lần trên các nhóm và 2 lần trên trang cá nhân chưa nhá, thì sẽ có cơ hội nhận được một chiếc áo bên em, một chiếc áo phông này. Mọi người ơi, đợi em một chút, em sẽ kiểm tra chị khoảng lặng nhá. Hình như là mọi người nhớ nhá, bây giờ bọn em sẽ sang câu hỏi thứ ba này, nhưng mọi người nhớ là phải chia sẻ livestream trước khi comment nhá. Đúng rồi, hai lần trên trang cá nhân cả nhá, chia sẻ hai lần trên trang cá nhân. Chị khoảng lặng mới chia sẻ một lần trên trang cá nhân thôi nhá. Một lần trên trang cá nhân, mấy lần trên nhóm? Đúng rồi, trời ơi, chị khoảng lặng ơi, sao chị lại không chia sẻ lên trang cá nhân hai lần nhở? Bọn em yêu cầu là chia sẻ hai lần trên trang cá nhân này, 10 lần vào các nhóm, chị lại không chia sẻ đủ rồi. Chị khoảng lặng ơi, chị còn đấy không? Trời ơi, hôm nay toàn những chị không thích có quà thôi. Mọi người ơi, có người trả lời đúng rồi nhá. Có người trả lời đúng rồi. Mọi người có muốn chơi thêm mini game không ạ? Không nghe thấy. Chị Khoảng Lặng ơi, em có thông báo với chị một điều rất rất là buồn luôn. Chị đã chia sẻ lên trang cá nhân một lần này, không chia sẻ hai lần. Bọn em yêu cầu em là chia sẻ hai lần trên trang cá nhân. Trời ơi, chị Khoảng Lặng ơi, tiếc cho chị quá rồi ý. Mọi người ơi, chơi câu hỏi tiếp theo nhá. Chị Khoảng Lặng sang câu hỏi thứ ba nhá, thì xem có cơ hội nhận đúng quà. Đúng rồi, tiếc quá ấy ạ. Tiếc ơi là tiếc luôn. Vừa đây có chị hỏi cái set này đấy, có chị hỏi set. Có chị nào hỏi set của em nhở? Có chị nào hỏi set của em đấy ạ? Quần này thì em có giá là 130.000 mọi người nhá. 130.000 này. Áo thì có giá là 183.000, rất rất là đẹp luôn. Đây ạ, rất đẹp luôn, quần này em có đủ màu luôn nhá. Có đủ màu, mặc rất là thoải mái này, rất thoải mái luôn. Sang người khác. Không được chị Lo phải. Không được nhá, bọn em chỉ một người thôi ạ. Bởi vì đã có kết quả. Vì nãy em đã công bố kết quả rồi nên là mọi người comment nhiều nhiều lắm ý. Hoa gì không giản không can, mà hoa gì?
Mọi người ơi, tiếp câu hỏi thứ mấy nhỉ? Thứ 3 đi. Hai câu hỏi rồi không chị nào được nhận quà bên em, buồn quá. Hoa gì không xem. Tàn không tan không héo ạ? À? Hoa gì ạ? À? Mọi người comment giúp em đi ạ. À. Hoa gì không tàn không tan không héo? Mọi người comment giúp em nhá. Lên một. Mọi người comment đi ạ. À. Không nhá, chị Lê Hải ơi, không chuyển sang người khác, không chuyển sang người khác. Trời ơi mọi người ơi, rất là tiếc cho chị luôn ạ. À. Không phải hoa giả chị Thùy Anh Nguyễn nhá. Hoa nhựa, không phải hoa nhựa ạ. Hoa gì không tàn, không tan, không héo. Cái nhà comment đi, comment mọi người ơi, lên 150 người nhá. Em thấy 97 người rồi này. Hoa hậu cũng tàn. Hoa hậu đến lúc già cũng vẫn phải tàn mọi người nhá. Mọi người ơi, lên 150 người xem em gợi ý câu này nhá. Câu này cực kỳ đúng dễ rồi, luôn. Đúng rồi, 150 người xem em gợi ý số từ với lại từ đầu tiên luôn cho mọi người nhá. Lần này mọi người phải nhớ chia sẻ này, phải nhớ chia sẻ đúng này. 10 lần trên trang cả à quên, em nhầm. 2 lần trên trang cá nhân này. 10 lần vào các nhóm, thế thôi, đơn giản thế thôi là đã có cơ hội nhận quà bên em rồi nhá mọi người nhá. Hoa gì không màu tàn không tan không héo ạ, à. Rất dễ luôn ạ. À. Đây ạ. À. Hoa giấy không phải hoa giả, không phải hoa giấy, không phải hoa hậu mọi người ơi. Mọi người nhớ nhá, phải chia sẻ livestream trước khi comment nhá. Không phải hoa tay đâu ạ. À. Phải hoa tay cả nhà nhá. Không phải hoa tay, không phải hoa tay nhá. Phải chia sẻ livestream trước khi comment thì kết quả đúng mới được chấp nhận mọi đúng người rồi, nhá. Mọi người gạt bỏ cái câu hoa tay với hoa hậu đi nhá. Không phải hoa tay hoa hậu ạ. À. Mọi người comment đi ạ. À. Vừa nãy đã có hai chị bị hụt quà rồi đấy ạ. À. Đúng rồi, chỉ là không chưa chịu chia sẻ thôi. Trời ơi. Hôm nay em không thể tặng quà cho mọi người được, em rất là buồn luôn ý. Linh Trang vẫn xem livestream của bạn em từ đầu ngoài nhưng okay, mà không phải hoa đồng tiền nhá. Hoa giả, hoa tai không phải hoa tai phải hoa giả. Mọi người ơi comment nhiệt tình đi. Câu này rất là dễ luôn. Thứ nhất là rất là dễ này, với lại mọi người cũng rất là hay gặp nữa ấy. Rất là hay gặp nữa nhá. Không phải hoa đồng tiền ạ. Hoa đồng tiền mình tiêu đi là nó hết luôn mọi người ạ. Vẫn hết mọi người ơi, mọi người 116 lượt rồi. Mọi người nhớ trước khi comment phải chia sẻ 10 lần trên trang cá nhân mọi người nhá. À 10 lần trên các trang các hội các nhóm này, 2 lần trên trang cá nhân ở chế độ công khai nhá. Thì kết quả đúng mới được chấp nhận mọi người ơi. À, chị Mai Chi chị đang hỏi mẫu áo baby nào, mẫu nào chị nhỉ? Áo baby đâu nữa. Hoa dâm bụt, hoa hậu, không phải hoa bất tử nhá, không phải như hoa mọi người ơi. Lên 150 người xem thì em sẽ gợi ý câu này tiếp nhá. Câu này cực kỳ dễ luôn, cực kỳ dễ. Mà ai cũng nghe rồi ấy. Cả nhà comment nhiệt tình đi ạ. Không phải hoa hậu mọi người nhá. Hoa dâm bụt không phải à mọi người ơi, em bảo này. Những cái câu nào em bảo không phải rồi mọi người đừng comment nữa nhá. Mọi người đừng comment những cái câu đấy nữa. Mọi người comment câu khác đi, comment hoa khác đi ạ. Không phải hoa khôi nhá, không phải hoa khôi, không phải hoa tay mọi người nhá, không phải hoa khôi, không phải hoa lá đâu mọi người. Lượt xem lại giảm rồi mọi người ơi. Cả nhà comment nhiệt tình lên ạ, comment nhiệt tình lên. Mọi người, hoa khôi. Mọi người phải chia sẻ và lên các trang các nhóm công khai thì comment của mọi người mới hiện lên đúng nhá. Rồi, đúng không rồi. Thì tương tác cùng chúng em đi ạ. Phải lượt tương tác là mình tăng lên nhá, không thì nó sẽ bị trôi đi đấy ạ. Bởi em thấy rất là nhiều comment đấy ạ. Bạn ơi giới thiệu đồ đi Jenny Vũ. Chị Jenny Vũ ơi, chị muốn xem sản phẩm gì nhỉ? Chị muốn xem mẫu nào comment nhá. Nhà em vẫn nhá. Vừa chơi, em vẫn vừa chơi mini game, vẫn vừa bán hàng ạ. Vừa bán hàng mọi người. Vừa giới thiệu sản phẩm chị nhá. Gợi ý. Gợi ý chị Thùy Đỗ ơi, em làm 150 người xem thì em sẽ gợi ý chị nhá. 150 người xem vậy. Em sẽ gợi ý ạ, hoa tiêu không phải hoa tiêu, không phải hoa tai chị ơi. Câu hỏi hoa in trên tiền không phải ạ. À, không biết là chị Jenny Vũ muốn xem sản phẩm gì để bọn em giới thiệu ạ. Câu hỏi là gì? Đây ạ. Câu hỏi là hoa gì? Hoa gì không tàn không tan không héo ạ? Thấy mình không giúp. Em thấy Long Xuân nhá. Hoa trong lòng mỗi người. Không phải ạ. Hoa mắt không phải hoa mắt đâu ạ. À. Không phải hoa hậu nhá. Thấy em không chị? Em thấy chị Thùy Bún chị ơi. Mọi người cứ comment nhiệt tình đi. Em vẫn thấy mọi người nhá. Em vẫn thấy mọi người ạ. À. Hoa ấy. Hoa hậu. Mọi người từ nãy giờ có rất nhiều người comment là hoa hậu. Nhưng mà không phải hoa hậu đâu ạ. À. Không phải hoa hậu đâu mọi người nhá. Hoa mắt. Không phải hoa... Không phải hoa mắt đâu, hoa mắt này chả tàn. Tàn hết cả mắt đi ạ. Hoa văn, không phải hoa văn. Cho mình xem váy Jenny Vũ, chị muốn xem váy gì ạ? Nhà em vừa về rất là nhiều mẫu váy xinh nhá. Váy xòe này, váy đi chơi hay là chân váy nhở. Để em bảo mẫu nhà em sẽ đi thay nghe chị xem đây ạ. Hoa giả, hoa tay, hoa nhựa. Mọi người ơi, nhà em vẫn vừa chơi mini game, vẫn vừa bán hàng nhá. Mọi người muốn xem cái gì hay là muốn chơi gì thì cứ comment nhiệt tình nhá. Hoặc răng xui.
Ok chị ơi, hoa kỳ, hoa đá, hoa nhựa. Thay váy gì ạ? Thay váy hoặc là răm xui, hoa đồng tiền. Ôi, 133 người xem rồi mọi người ơi. 138 rồi, chỉ cần 10 hơn 10 người xem nữa thôi bọn em sẽ gợi ý câu này cực kỳ dễ luôn mọi người ơi. 134 rồi. Hoa gì không tàn, không tan, không héo? Hoa đồi mồi, hoa trong quán, hoa kỳ. Mọi người ơi, không phải, tất cả đều không phải nhá. Lên 150 người, 150 rồi ạ. 150 rồi nhá, em gợi ý câu này này. Câu này nhá, có 3 từ ạ. Có 3 từ nhá. Câu này có 3 từ, bắt đầu bằng từ hoa này. Bắt đầu bằng từ hoa, có 3 từ bắt đầu bằng từ hoa mọi người ơi. 164 rồi ạ. Hoa đồng tiền, hoa giấy, hoa hậu. Em loại bỏ đáp án hoa hậu nhá, bởi vì từ nãy giờ có rất là nhiều người comment ấy. Rất là nhiều người comment hoa hậu nhưng mà không phải đâu. 193 người rồi ạ. Lên 250 người thì lên 250 người xem đi ạ. Lên 250 người xem thì bọn em sẽ lại gửi tiếp nhá. Cực kỳ dễ luôn. Câu này ai cũng nghe rồi ạ. 213 rồi. Ui, mọi người ơi, 213 người xem rồi ạ. 250 người xem nhá. Em sẽ lại gửi xem tiếp ạ. Câu này cực kỳ dễ luôn. Hoa thịnh đốn, 159 rồi. Thu chẹt ơi, em đã gợi ý rồi đấy ạ. Câu này có 3 từ bắt đầu bằng từ hoa nhá. Quần ống rộng chị kia mặc vào hoa, bạn này đang mặc giá sao? Chị ơi, quần ống rộng giá 120.000 ạ. Và áo hoa giá là 160.000 nhá. Chỉ có gần 300.000 một set thôi ạ. Gần 300.000 một set, rất là xinh đây nhá. Mặc đi chơi hay đi làm được đều ok nhá. Mà cái này mặc được hai kiểu này. Đi làm mặc được, mặc như thế này nhá. Hoặc là đi chơi thì mặc trễ vai nhá. Nhà em hầu như áo trễ vai đều mặc được hai kiểu luôn ạ. Mọi người ơi, không phải hoa đồng tiền nhá. Không phải hoa trong tranh đâu ạ. Không phải hoa trong tranh, không phải hoa hậu, không phải hoa tay, không phải hoa giả mọi người ơi. Không phải mọi người nhá. Hoa đá. Mọi người ơi, không phải đâu, 212 cái này nó dễ vỡ lắm ạ. Hoa bạn thọ là hoa gì ạ? Hoa đồng tiền, không phải hoa đồng tiền nhá. Mọi hoa người ơi, lên 250 người xem em công bố kết quả mọi người nhá. 250 người xem em công bố kết quả. Em vẫn chưa thấy có người xem được. Chưa thấy có người đúng đâu ạ. Hoa giấy ạ. Hoa mộc lan, hoa giấy. Hoa giả, không phải hoa giả mọi người nhá. Mọi người ơi, không phải hoa giả nhá. 250 người xem. Chẳng nhẽ 250 người xem mà không đoán được hoa gì á? Thật đấy ạ. Hoa này rất là dễ đấy ạ. Áo chế vai Cao Hoàng. Cao Hoàng ơi, áo chế vai 160. Áo chế vai 160.000 nhá. Cao Hoàng ơi, áo chị em vai hoa vạn thọ, không phải hoa hậu, không phải hoa giả. Mọi người ơi, nhớ lưu ý giúp em này. Lưu ý giúp em là phải chia sẻ livestream trước khi comment thì mới được chấp nhận nhá. Phải chia sẻ livestream trước khi comment thì mới được chấp nhận ạ. Kiểm tra thu chén. Kiểm tra thu chén. Thu chén. Chị ơi, các chị ơi. Comment là nhất rồi. Hoa cất lợn. Hoa cất lợn chị Phương ơi, không phải hoa cất lợn đâu ạ. À. Không phải hoa cất lợn. Hoa tay, hoa tay, hoa bách nhật, hoa pha lê mọi người ơi, đều không phải nhá. Chẳng lẽ 250 hơn 200 người xem mà không ai đoán đúng ạ? À? Không ai đoán đúng ạ? À? Các chị ơi, em rất muốn tặng quà các chị ạ. Hoa mặt trời, không phải hoa súng đâu chị Phương ơi. Hoa trên áo. Hoa trên áo đấy ạ. Hoa trên áo đấy chỉ có 160.000 một bông thôi nhá. 160.000 một bông ạ. 160.000 nhá. Mặc rất là đẹp luôn ạ. Mặc được hai kiểu nhá. Sinh tóa, hoa tay. Chị Phương ơi, không phải hoa tay đâu. Chị Thơ bảo hoa súng. 195. 195 người xem. Mọi người ơi, lượt tương tác lại giảm rồi ạ. Mọi người nhớ là trước khi comment thì phải chia sẻ livestream giúp em nhá, thì kết quả đúng mới được tính ạ. Hoa tay người không hiển thị comment ạ. Comment đủ cái mà không đúng heo mập. À, chị heo mập ơi, hình như là comment của chị bị trôi ý, bởi vì chắc là chị chưa chia sẻ lên các trang, các hội, các nhóm hay sao ạ. Nên là comment bị trôi ý, nên là em không đọc được ạ. Hoa trinh nữ, hoa mặt trời. Hoa 10 giờ. Không phải hoa trinh nữ cả nhà nhá, không phải hoa trinh nữ. Hoa 10 giờ à? Không phải đâu ạ. Đang hot thì hot đi. Hoa khôi. Hoa khôi, hoa trà không phải đâu mọi người ơi. Từ từ, mẫu ơi đang hot, mẫu ơi đi ra. Không phải hoa. Mẫu này đang hot. À, mọi người đang đoán hoa này đúng không ạ? Không phải hoa này mọi người nhá. Hoa phượng. Hoa yên vải, có nhân viên đang mặc. Hoa không biết. Có nhìn thấy chị Kim Hoa.
váy trắng sau bao nhiêu ấy chị? Váy trắng hoa bao nhiêu? Mọi người ơi, váy áo mẫu đang mặc hoa đây nhờ, nhưng mà không phải hoa áo trên mẫu đang mặc đâu ạ. Áo này giá 160.000 mặc được hai kiểu mọi người nhá. Hơn 227 người xem rồi, 250 người xem thì em sẽ lại gợi ý tiếp mọi người nhá. Mẫu mới xinh thế. Chị ơi, đây là mẫu cũ rồi ạ. Chị Phương ơi, mẫu cũ rồi. Yếm bò bao nhiêu bạn? Yếm bò được rồi. Chị Ngà là chị thay rồi. Dạ, yếm bò đấy bao nhiêu nhỉ? Mộng hoa in tường, hoa vẽ tường, hoa dã quỳ, hoa vạn thọ, hoa thủy tinh. Mọi người ơi, mọi người comment hỏi đi. Chị Phương ơi, chị ăn khen em đúng không ạ? Yếm bò là nhiều, yếm bò bao nhiêu? Mẫu này có giá là 240.000 mọi người nhá. 240.000 mẫu có váy yếm bò này này. Ồ, mới trắng xinh rất, rất đẹp, có size S, có size ML mọi người nhá. Hoa bất tử không phải hoa bất tử ạ. Đây là câu hỏi đấy ạ. Hoa gì không tàn, không tan, không héo mọi rồi, người nhá. Nếu mọi người thích hoa thì em sẽ giới thiệu nguyên hoa cho mọi người để mọi người đoán cho nó trôi mọi người nhá. Đáp án là hoa cả mắt ha, không phải đâu ạ. Công nhận là từ đấy đến giờ em đọc comment em cũng thấy hoa cả mắt đi ạ. Chị Phương anh trả tiền rồi em ơi. 250 người xem nhá. Ui 250 người xem rồi ạ. 250 người xem mọi người, mọi người cố lên. Áo chế vai bao nhiêu mẫu này? Áo chế vai mẫu đang mặc 160 nhá. Áo chế vai mẫu đang mặc 160k mặc được hai kiểu nhá. Bỏ lên. Mặc đi làm thì mặc kiểu này nhá, hoặc là đi chơi thì bỏ ra chế vai cũng đều xinh ạ. Mặc với quần legging như mẫu đang mặc nhá. Bộ đen bao nhiêu em? Bộ đen kìa. Đây, đến được bộ đen của em sâu rồi. Hoa phương Tokyo. Áo xinh. Đây ạ. Bộ đen giá là bộ đen 200 bao nhiêu? 280 ạ. Bộ đen 280 ạ. Của em đang mặc thì có cả màu xám nữa mọi người nhá. 280.000 ạ. 280.000 rất là đẹp luôn. 280.000 này. 280.000 bộ áo em, bộ váy em đang mặc này, mặc cực đẹp luôn mọi người nhá. Mặc rất là đẹp, trông cực sang luôn ấy. Ui, có màu đen màu xám mọi người ơi. Màu đen màu xám trông rất là eo luôn đúng không ạ? Như kiểu vòng eo con kiến luôn ạ. Vòng eo con kiến luôn cả nhà nhá. Rất đẹp luôn. Mọi người ơi, em chưa thấy có chị nào trả lời đúng hết cả nhá. Mọi người cứ comment nhiệt tình nữa đi ạ. Comment nhiệt tình giúp em nhá. Hoa hậu không phải chị hoa ơi, hậu, từ đầu em đã loại bỏ hoa hậu rồi nhá. Không phải hoa hậu đâu. Rất là có 3 từ mọi người nhá, có 3 từ ạ. Em đã gợi ý cho mọi người từ đầu tiên là từ hoa này. Từ đầu tiên là từ hoa và có 3 từ nhá. Hoa tay không phải hoa tay, hoa giả. Không phải ạ. Hoa lekima là gì? Hoa lekima. Mùa hoa lekima lở ấy. Hoa đồng tiền không phải hoa đồng tiền chuốt, mọi người nhá. Chuốt. Cực chuốt ạ. Hoa đất sét không phải đâu mọi người ơi. Mọi người nhớ là phải chia sẻ livestream trước khi comment này. Phải chia sẻ livestream trước khi comment thì đáp án đúng mới được chấp nhận mọi người nhá. Ok chị Jenny Vũ nhá, chị có thể vào album của bạn em áo để xem chị nhá. Mẫu ơi. Áo hoa mẫu đang mặc 160 ạ. Áo hoa mẫu đang mặc 160 đây nhá. Nào đây đứng lui ra. Áo hoa mẫu đang mặc 160 ạ, rất là xinh, rất là liên quan đến câu hỏi. Hoa kim tiền không phải hoa kim tiền đâu ạ. Em thấy chị Mỹ Hằng nhá. Hương Triệu 56kg vừa. Mẫu 56kg vừa nhá. Hương Triệu ơi 56kg vừa. Vừa ok luôn chị ạ. Em 55 cân em vẫn mặc thoải mái chị nhá. Có màu váy mẫu này. Váy mẫu đang mặc 56kg vừa. Đây ạ. Người có cái phần dây này mình có thể thắt vào như thế này. Kiểu nó phải thế mọi người ạ. Kiểu nó phải thế nhá. Đây ạ. Hoa đất rất xinh ạ. Hoa trạng nguyên không phải hoa đồng tiền mọi người nhá, không phải hoa bất tử ạ. Mọi người ơi, em đọc lại câu hỏi nhá. Hoa gì không tàn không héo? Hoa gì không tàn? Thay mẫu hoa mẫu mới đi em ơi. Okay, hoa gì okay, chị ạ? Hoa quả sơn. Mặc trễ vai đi. Ok mọi người nhá, em sẽ mặc cho mọi người xem một số mẫu áo hoa nhá. Áo hoa rất đẹp luôn mọi người nhá, rất xinh luôn. Sen đá không phải đâu chị Quảng Lăng ơi, vừa đấy chị đã hụt chiếc áo bên em rồi đúng không ạ? Rồi chị ơi, cố câu này đi ạ. Cố câu này đi chị ơi. Từ đầu xem theo bọn em từ đầu livestream đến giờ mà vẫn bị hụt. Lấy áo mẫu mặc. Ok chị Thảo Nguyên ơi. Ok chị Thảo Nguyên, chị ở đâu nhờ? Okay, chị để lại địa chỉ số điện thoại giúp em nhá, hoặc là chụp ảnh lại màn hình ạ. Chụp ảnh lại màn hình giúp em nhá. Chụp ảnh lại màn hình giúp em, inbox bên giúp em nhá. Hoa hồng giáp, hoa Philip, áo chị kia đang mặc bao nhiêu? Nhài lê. 160.000 chị nhá. Áo 160.000 chị ạ. 160.000 ạ. Áo hoa 160 này. Hoa này không đẹp. Áo hoa nàng tiên cáo anh.
áo hoa chị váy trắng đằng sau ý. Không phải chị nhá, thừa rồi ạ. Chị váy trắng đằng sau ý này. Cái gì đấy? Áo chị kia đang mặc áo chị kia đang mặc 160.000 ạ. Chị váy trắng đằng sau. Hoa trắng nguyên, hoa giấy. Hoa nàng tiên cáo anh. ấy ơi. Quay áo. Mọi người ơi, mọi người vẫn cứ từ. Hoa điểm 10, cái váy bạn đang mặc mà tại có váy bạn đang mặc mà tay dài không? Không có đâu ạ, chỉ có loại không tay thôi mọi người nhá, chỉ có loại không tay thôi ạ. Hoa sắc, hoa tay không phải đâu ạ. Mọi người ơi, lưu ý là trước khi comment thì phải trước khi trả lời thì phải chia sẻ livestream giúp em nhá, phải chia sẻ livestream giúp em ạ. Hoa giả bà giơ cái quần ống rộng, cái quần đi ống rộng đi shop, quần ống rộng. Hoa giả, hoa sắc. Sơ mi 60kg vừa, chị Xanh Dương ơi, 60kg vừa xinh chị nhá. Mẫu nhà em đã năm mấy cân rồi ạ? Quần ống rộng đây các chị nhá. Quần ống rộng đây, nhà em có đủ màu này, màu hồng, màu nâu, màu đen, màu gì cũng có ạ. Có đủ màu chị nhá. 200 lượt người xem lại giảm rồi đấy ạ. Hoa vải lụa. Mọi người hình như vẫn đang thích chơi mini game đúng không ạ? Thay áo hoa khác đi, áo xấu hết. Bộ váy đen bao nhiêu? Bộ váy đen là 250.000 à? 280 ạ. Váy đen 280 mọi người ơi. 60kg mặc được nhá Ngọc Ánh Đào nhá. Váy đen mẫu vừa mặc giá bao nhiêu bạn có sai không? Váy đen mẫu vừa mặc 280 không có sai ạ. Nhưng mà váy đấy thì béo để bon chen được hết chị nhá. Váy đấy rất là xinh. Hoa bông tai đây ạ. Váy mẫu vừa mặc đây nhá. Đây ạ. Hoa xương tổng, hoa bông tai không phải đâu ạ. Hoa điểm 10, hoa văn, hoa cỏ may. Váy hoa đằng sau chị. Hoa bất tử, hoa xà phòng. Quần đấy bao nhiêu ạ? Quần 120.000 chị Hiền Thẩm ơi, quần 120.000 ạ. Còn lại 120 mà. Hoa hậu không phải hoa hậu nhá. Mọi người ai mới vào thì chia sẻ lại chị. Một người vào đi. Vào đi. Ai mới vào thì chia sẻ livestream giúp em nhá. Ai mới vào chia sẻ livestream giúp em ạ. Ai mới vào chia sẻ livestream giúp em nhá thì đáp án đúng mới được chấp nhận ạ. Thử váy xám đi chị ơi, hoa vàng bạc. Mai Hiền. Chị ơi, chị ơi, muốn em thử mẫu này á? Màu đen hay màu xám hả? Màu này mặc đen cực xinh mọi người nhá. Màu đen, màu xám mặc đen cực yêu hết ạ. Mọi người đang muốn thử mẫu này đúng không ạ? Em mặc thử cho mọi người xem màu này nhá. Màu này mặc đen rất xinh luôn này. Rất đẹp. 1m58, 56kg vừa váy đen chị ơi, vừa váy đen nhá, bằng cân của mẫu đấy ạ, bằng cân mẫu nhá. Hoa quả sơn không phải đâu ạ. Mọi người ơi đây ạ, đọc lại câu hỏi là hoa gì không tàn, không tan, không héo nhá. Sai rồi. Chị ơi, hoa đất sét, hoa pha lê, hoa văn không phải đâu ạ. Lượt người xem lại giảm rồi đấy ạ. Ai đang xem, đóng cửa. Ai vừa mới vào thì chia sẻ giúp em nhá, phải chia sẻ đúng thì câu trả lời mới được chấp nhận ạ. Phải chia sẻ lên 10 trang hội nhóm công khai nhá, và hay là chia sẻ cá nhân thì mới câu hỏi đúng mới được chấp nhận mọi người nhá. Hoa bàn tay, hoa nhựa, váy hoa con bướm bao nhiêu chị? Váy hoa con bướm. Đây á. Chị ơi, váy hoa này mặc đâu? 298.000 ạ. Váy hoa này 298, váy dáng baby doll mọi người nhá. Dáng baby doll mặc rất là xinh luôn ạ. Mặc thử váy trắng đi, câu hỏi là gì thế chị Nga Nguyễn này? Vẫn đang dơ mà nhỉ? Hoa gì không tàn không héo chị Nga Nguyễn ơi? Em vẫn đang dơ câu hỏi đấy ạ. Hoa gì không tàn không tan không héo nhá. Vẫn vừa chơi mini game và vẫn vừa giới thiệu sản phẩm đấy ạ. Có váy màu bò không chị ơi? Váy bò kìa. Hoa trạng nguyên không phải đâu ạ. Không phải hoa trạng nguyên, không phải hoa điểm 10 nhá. Nó hoa 10 giờ, hoa tàu. Vừa nãy có chị hỏi váy xám đấy ạ. Váy đen màu xám thì ở đây nha. Mẫu nhà em đang thử rồi nhá. Rất là xinh luôn ạ. Phương Phương đang xem. Dừng. Hoa giả. Mọi người nhìn thấy không ạ? Chẳng có hoa gì, có hoa gì mọi người nhá. Thôi bán đi bạn. Mọi người bọn em vẫn đang vừa bán vừa chơi mini game mọi người nhá. Mọi người ơi, mẫu này thì nhà em có giá là 280.000 đấy ạ. Chị mất mạng một chút. Mọi người nhìn thấy không ạ? Mọi người ơi, chia sẻ lại livestream giúp em ạ, bởi vì chất lượng mạng nhà em nó lại vừa bị rớt mạng một chút. Mọi người hoa nhựa mọi người, nhà em vẫn chơi mini game nhá. Hoa gì không tàn không tan không héo ạ? Ai hoa xà phòng mẫu cao mét mấy vậy? Mẫu cao mét 65 chị nhá. Mẫu cao mét 65 thôi chị ạ. Em 1m5, em 59kg, 1m72 vừa không mặc size nào được. Vừa xinh luôn. Chị ơi, cái này mẫu 1m72 mặc quá đẹp luôn. 1m72 mặc quá đẹp cái mẫu này luôn đấy ạ. Cực kỳ xinh luôn. Mẫu nhà em 1m65, 1m67 nhá. Mà nặng bằng cân chị ạ.
Mặc size nào nhà em không có size đâu chị ơi, hoa trên nào? À, một size chị nhá, một size. Váy này bao nhiêu? 280k, có màu đen và màu nâu nhá, giơ màu đen ra. Màu đen váy trắng theo bao nhiêu bạn Hoài Thu Nguyễn này? Váy trắng theo đấy ạ. Váy trắng theo bao nhiêu? Mẫu này nhà em có giá là 299.000 ạ. Mã là 9V078 mọi người nhá. 9V078 298.000. 298.000 ạ. 298.000 mẫu hoa theo rồi nhá. Theo này em nhìn gần này, rất theo, rất là xinh, rất là nét luôn này. Hoa rất là xinh nhá. 298.000 vừa mới về nhá. Dáng baby doll này. Dáng này cực kỳ hot năm nay luôn nhá. Cực kỳ hot năm nay luôn ạ. Mẫu mặc trên đầu gối mọi người nhá. Hoa hậu. Mọi người ơi, không phải hoa hậu ạ. Yếm bò kẻ máu không. Hoa hậu, hoa không tên, hoa giả, hoa nhựa. Cho tờ mẫu này size M. Chị ơi, nhà em không có size chị ơi. Hoa hậu, hoa không tên. Mọi người ơi, nhà em vẫn chơi mini game nhá. Mọi người chia sẻ live stream giúp em ạ. Chị ơi, nhà em không có màu bò chị ạ. Nhà em không có màu bò chị nhá. Váy mẫu vừa mặc thì chỉ có màu trắng thôi ạ. Hoa hậu, liệu sầu hoa. Chị ơi, chị nào đang xem live stream chị... Màu xám chị mặc bao nhiêu? Áo trên vai màu đỏ chấm bi. Áo trên vai, áo màu xám. Từ từ đã. Lệnh ấy chưa vào. Khoan, cái hoa mà nãy giờ chưa xong. Mọi người ơi, bởi vì từ nãy đến giờ chưa ai đoán đúng ạ. Từ nãy đến giờ là chưa ai đoán đúng đâu. Màu xám. Mặc thử đi ạ. Cỏ đắng ơi, chị muốn mặc thử mẫu gì ạ? Cỏ đắng chị muốn mặc thử mẫu gì ạ? Hoa tay không phải ạ. Bao nhiêu? Váy mẫu đang mặc là giá là 299.000 ạ. Còn cái váy dài vừa nãy ạ. Váy 280.000. Váy bao nhiêu vậy ạ? Chu Kim Tuy ơi, váy này 298.000 nhá. 298.000 váy theo hoa rất xinh luôn ạ. Hoa học trò, hoa đồng tiền, váy trắng bao nhiêu kg vừa chị? Chị Bia ơi, Red Bia ơi, không biết chị bao nhiêu kg nhỉ? Mẫu nhà em là bao nhiêu cân? Mẫu nhà em 50 cân ạ. Mà dáng baby doll này rất là dễ mặc nhá. Vẫn còn rất là rộng đấy ạ. Rất là rộng nhá. Mẫu nhà em 50kg mặc trên đầu gối này. Mặc trên đầu gối theo hoa, à váy theo hoa mặc rất là xinh nhá. Hoa đồng tiền, hoa tình yêu, hoa giấy, hoa con mắt. Không phải đâu mọi người ơi, mọi người comment thì nhớ trước khi comment phải chia sẻ livestream cho em thì mới được chấp nhận mọi người nhá. Phải chia sẻ livestream trước khi comment thì mới được chấp nhận ạ. Hoa giả, hoa đồng tiền, hoa con mắt mọi người ơi, không phải đâu ạ, chưa thấy ai comment đúng nhá. Câu này có 3 chữ này. À có 3 chữ và bắt đầu bằng chữ hoa nhá. Hoa tai, hoa kỳ, hoa tuổi thơ, không phải đâu mọi người ơi. Gần cũng nó mọi người ơi, nó cũng đơn giản thôi. Mọi người chỉ cần suy nghĩ đơn giản một tí thôi, nó quen thuộc mà. Hoa tai cho xem vào trong môi trợ che vai trắng hoa đi em. Đang yên đang lành hay. Hoa nhựa, hoa nhựa, hoa giả. Hoa nhựa, hoa giả. Không phải hoa tay. Không phải hoa tay đâu, không phải hoa nhựa mọi người ơi. Mọi người nhớ trước khi comment này phải chia sẻ 10 lần lên trang cả chia sẻ 10 lần lên hoa các trang các hội các nhóm nhá. Và 2 lần lên trang cá nhân thì câu trả lời đúng mới được chấp nhận mọi người nhá. Không phải hoa thêu, không phải hoa hậu. Hoa kim tiền. Hoa đồng tiền không phải đặt máy không chốt hàng cho tớ à? Hoàng Hương ơi, cậu đặt cái gì nhở? Cậu đặt cái gì? Cậu comment lại giúp tớ được không? Hoa đồng tiền. Hay áo chế vai ấy. Ừ. Hoặc là hoa cũng được. Thay cái đầu hoa đi. Hoa bất tử. Váy này 41kg rộng quá không bạn? Váy nào nhở? Váy đấy dáng baby doll mặc lên cực xinh luôn. Gầy mặc cũng xinh nhá. Váy đấy không bị rộng đâu. Cho em xem cái váy trắng đằng sau. Mẫu này à chị? Phải mẫu này không ạ? Đây chị nhá. Máy em về rất nhiều luôn. Hiện tại là ở shop em thì rất là nhiều mẫu sản phẩm mới ấy. Hôm nay thì bọn em mới có cơ hội để like cho mọi người xem nhiều hơn mọi người nhá. Chị ơi, chia sẻ 10 lần không nhiều đâu. Một mình em phải mấy chục nhóm rồi. 10 lần quá ít đi ạ. 2 lần trên trang cá nhân nữa nhá thì đáp án đúng mới được chấp nhận mọi người nhá. Hoa tay, hoa nhựa. Váy dài màu xám vừa nãy không... chị ơi, váy dài màu xám vừa nãy ý hả? Váy dài màu xám là 280 ạ. 280.000 chị nhá. 70 cân đổ xuống mà ok mọi người nhá. Hoa thấy hậu. Em không? Có thấy chị Nguyễn Thu ạ? Có thấy chị Nguyễn Thu nhá. Hoa ký không ạ? Hoa điểm 10. Không phải đâu mọi người ơi, không phải đâu nhá. Hoa kỳ, hoa nụ cười, hoa hậu không phải. Váy chị mặc bao nhiêu đâu ạ? Khoảng lặng. Váy mẫu mặc là 246.000 nhá. 246.000 có màu xanh, màu hồng và màu đen cả nhà nhá. Có màu xanh, màu hồng, màu đen là rất là xinh. Dáng trễ vai là mặc rất là xinh, rất là sang. Hoa bất tử, hoa bách nhật đầm trắng bao nhiêu em?
đầm trắng này đúng không ạ? Mẫu này thì nhà em có giá là 280.000 ạ. Váy thô nhá. Váy thô này ở 9V079 ạ. 9V079 280.000 mọi người nhá. 280.000 mẫu váy này ạ. Nếu như mọi người thích điệu kiểu váy mềm một chút thì có thể mặc những cái kiểu dáng như của em đang mặc nhá. Váy mẫu mặc bao nhiêu chị ơi? Váy này có giá là 238 đúng không? 238.000 chị nhá. 238.000 thôi ạ. Chị có váy ôm đuôi cá không? Hoặc chân váy ôm đuôi cá. Chị ơi, chân váy ôm đuôi cá thì em có ạ. Chân váy ôm đuôi cá có nhá. Hoa bất tử không phải đâu mọi người ơi, không phải đâu ạ. Hoa hậu không phải nhá. Có sơ mi ạ. Hoa cúc bất tử đó mấy chế không phải mọi người nhá. Cảm ơn chị Phương Phương nhá. Không chơi mini game nữa. Cái đang mặc bao nhiêu chị ơi? Cái này thì nhà em có giá là 238 ạ. 238.000 nhá. 238.000 thôi, rất rất rẻ luôn mọi người ạ. Có cái không, cái tay đằng sau ý ạ. Cái có tay đằng sau. Phải cái này không chị? Phải cái này không ạ? Mọi người phải chia sẻ livestream nhá. Vì là bây giờ nhiều người comment quá, mọi người không chia sẻ livestream thì em sẽ không nhìn thấy mọi người đâu ạ. Hoa giả không phải hoa giả ạ. Mọi người ơi, chia sẻ livestream đi ạ. Chia sẻ livestream nhá. Chốt đơn cho em đi. Chị Khoảng Lặng lấy mẫu nào ạ? Chị Khoảng Lặng lấy mẫu nào đấy ạ? Chị Khoảng Lặng lấy mẫu nào thì comment rõ giúp em này, địa chỉ và số điện thoại này, sản phẩm ở cùng một dòng luôn nhá. Đừng có mẫu của bài chứ. Chị inbox chị nhé. Ok chị Bích okay, Nguyên nhá. Ok chị nhá. Ok chị Bích Nguyên ạ. Hoa cả mắt. Có váy suông nào dài đến đầu gối không chị? Sao tiếng cứ lặp đi lặp lại thế em? Em không biết được chị ơi. Chắc là do mạng ấy chị Phương ơi. Hoa gợi ý thêm đi. Chị ơi, đây ạ, mọi người vẫn đang thích chơi mini game đúng không ạ? Hoa đây ạ, hoa gì ạ? Có ba chữ bắt đầu ở chữ hoa mọi người nhá. Chân váy đuôi cá. Chốt em cái đơn này. Ok chị nhá. Ok chị. Chốt em cái đơn này. Váy đi, váy chị đang mặc. Chị để lại địa chỉ số điện thoại nhá, địa chỉ và số điện thoại giúp em ạ và sản phẩm chị lấy nhá, không là nó bị nhầm đơn đấy ạ. Bởi vì từ nãy đến giờ còn rất là nhiều người đặt rồi. Mã là 9V015 màu hồng nhá. Mã là 9V015 màu hồng ạ. Để lại mã sản phẩm này, địa chỉ và số điện thoại giúp em nhá. Để lại mã sản phẩm, địa chỉ và số điện thoại giúp em ạ. Không phải hoa tươi, không phải hoa tai đâu mọi người ơi. Không phải hoa tươi, không phải hoa tai đâu ạ. Có chữ. Ông này kiểm tra bên thu. Mọi người ơi, em đã thấy một chị trả lời đúng rồi nhá. Em có thấy chị trả lời đúng rồi ạ. Có thấy chị Nguyễn Thu này. Nguyễn Thu đã trả lời đúng này, đó chính là hoa thủy tinh mọi người nhá. Hoa thủy tinh ạ. Và em sẽ kiểm tra chị Nguyễn Thu nhá. Kiểm tra chị Nguyễn Thu xem đã chia sẻ đủ chưa ạ. Chị Nguyễn Thu xem đã chia sẻ đủ 2 lần trên trang cá nhân này, 2 lần trên trang cá nhân, 10 lần vào các nhóm mọi người nhá. Thì nếu mà vừa xong thì bọn em không tính nhá. Mọi người phải chia sẻ trước ạ. Nếu mà bây giờ mới chia sẻ là bọn em sẽ không tính mọi người nhá. Chị Khoảng Lặng đã để lại cho em số điện thoại. Chị ơi, chị phải comment cả mã giúp em ạ. Vì là nhiều đơn hàng lắm ạ. Chị ơi, chân váy trắng ạ. Chân váy trắng nhà em có chị nhá. Chân váy trắng nhà em có. Chân váy đuôi cá nhà em đây ạ. Chân váy đuôi cá ren này. Có cả đuôi cá ren này. Có cả đuôi cá kiểu như thế này nhá. Đuôi cá đây ạ. Món là đẹp luôn. Hoa cỏ may không phải. Chị ơi, đã có người trả lời đúng rồi nhá. Nhưng bọn em không ghim được ạ. Bọn em không ghim được bình luận. Lên bán hàng này. Lên váy bán hàng. Ok mọi người, bây giờ bọn em sẽ bán hàng nhá. Bây giờ bọn em sẽ bán hàng này. Chị Nguyễn Thu. Mọi người ơi, đã có nhá. Chị Nguyễn Thu có avatar kiểu màu xanh ấy. Yếm màu. Đấy. Mọi người ơi, chị Nguyễn Thu comment vừa mới chia sẻ xong nên bọn em sẽ không chấp nhận chị nhá. Chị phải chia sẻ ít nhất là từ 5 phút trước ạ, từ đầu câu hỏi ạ. Phải từ đầu câu hỏi nhá. Mấy lên trên trang cá nhân. Vừa mới chia sẻ xong bọn em không chấp nhận gì nhá. Mới chia sẻ trên trang cá nhân nhá. Nên là bọn em sẽ không tính đâu ạ. Mẫu từ mặc váy đen 2 giây trễ vai và ban đây show up video đi. Mẫu đen 2 giây trễ vai. Cái váy em vừa mặc ấy. Trời ơi. Yếm bò mã bao nhiêu? Yếm bò ấy ạ. Yếm bò là yếm bò xem. Cho mình xem chân váy. Yếm bò này đúng không ạ? Yếm bò này thì nhà em có mã sản phẩm là 9V070 nhá. 9V070 ạ. 9V070 này. Giá là 240.000 này. Váy của em đang mặc thì có giá là 246.000 nhá. Chị ơi, bọn em không nhìn thấy comment của mọi người ạ. Vì là nhiều comment quá có thể là trôi đi ấy. Em vừa vào chia sẻ luôn mới chơi mà chị. Chị ơi, em vừa thấy comment em vừa thấy cái đưa chị vào luôn chị Nguyễn Thu để cho chị. Bây giờ vào kiểu không gì được đấy. Vì máy tính thôi. Chỉ máy tính. Đúng rồi, chụp lại ảnh màn hình cho em với. Vừa xong nhá.
Mọi người ơi, em không nhìn thấy comment của mọi người ạ. Em không nhìn thấy comment của mọi người thông cảm giúp em nhá. Em mới nhìn thấy comment của chị Nguyễn Thu ạ. Em mới nhìn thấy comment của chị Nguyễn Thu nhá. Mọi người thông cảm, em chỉnh lại cái cam đi. Không, bây giờ chị xem cho em là cái nhóm ấy, quan trọng xong hết. Thì chụp cái nhóm ấy, chụp cái 5 phút trước làm gì? Mọi người ơi, mọi người chia sẻ livestream cho em nhá. Chia sẻ livestream để tiếp tục mini game tiếp nào. Mọi người muốn chơi mini game nữa không ạ? À, nếu như mà không chơi mini game nữa thì bọn em có thể chuyển sang giới thiệu hàng cho mọi người nhá. Giới thiệu hàng, giới thiệu váy, rất nhiều mẫu váy luôn, cực nhiều mẫu váy xinh luôn nhá. Mọi người ơi, mọi người comment đi ạ. Vì em hiện tại là đang bị trô comment rất là nhiều nhá. Em có thấy chị Nguyễn Xen nhá. Có váy suông không ạ? Có váy suông chị nhá. Váy suông có ạ. Váy suông nhà em rất là nhiều luôn. Rất nhiều váy suông luôn nhá. Váy suông nhà em đây ạ. Váy suông này hiện tại mẫu này cũng đang rất là hot mọi người nhá. Đây ạ. Chị ơi, chị thử mặc váy cái 2 dây trễ đen mà bạn lại shop vừa đăng video đi. Ok, chị thu chip nhá. Ok, chị thu chip ạ. Cho mình xem chân váy đi ạ. Đây ạ. Mọi người ơi, đây nhá. Chị Nguyễn Thu nhá. Vừa chia sẻ 2 phút trước ạ. Vừa chia sẻ 2 phút trước này. Tăng độ sáng lên rồi. Sao lại xanh thế? Đây nhá mọi người nhá. Vừa chia sẻ 2 phút trước ạ. Chị Nguyễn Thu có còn đấy không ạ? Chị Nguyễn Thu có còn đấy không? Vì là bọn em không chơi gian chị nhá, không chơi gian. Vì bọn em có nói với mọi người là phải chia sẻ trước ấy. Nếu như mà bọn em vừa công bố kết quả xong chị vào chia sẻ thì bọn em không hề tính đâu mọi người nhá. Bọn em không tính cái lúc đấy ạ. Váy của em đang mặc thì có giá là 248.000 nhá, 248.000 ạ. Có cả màu đen này, màu đỏ nữa thì bạn. Mọi người nhá, mẫu này mặc lên rất là xinh này, rất đẹp luôn. Chỉ có giá là 248.000 thôi, cực rẻ luôn mọi người nhá. Chị Tôm Tít thôi, thật sự là em không nhìn thấy comment của chị ạ. Thật sự mọi người nhá, vì là rất là nhiều người comment nên em không thể để ý tất cả comment được của mọi người được ý. Cho em xem áo sẽ vai màu đỏ chấm bi với ạ. Màu đỏ chấm bi ạ. Áo tìm thấy vai màu đỏ chấm bi. Em có không? Đen mà. Hả? Sáng nay còn xuống. Ừ, yêu khách thử giờ một đống kia. Xem đi. Có vậy. Có váy suông nào bầu vừa không ạ? Có chị Phương Phương nhá. Bầu mặc ok thoải mái luôn. Em này chị xem một số mẫu váy suông bầu có thể mặc được này. Đây chị nhá, váy suông bầu này. Những cái kiểu dáng này nó có phần rút eo ấy. Phần rút eo chị có thể mặc ok thoải mái luôn nhá. Hoặc là có thể mặc những kiểu dáng như thế này giúp em ạ. Váy này bầu mặc thoải mái luôn chị nhá. Bầu mặc thoải mái luôn này. Hoặc là cái kiểu dáng này này. Kiểu dáng này bầu mặc thoải mái luôn nên chị cứ yên tâm nhá. Cái này bầu mặc thoải mái luôn. Rất là dễ chịu. Chất liệu thì cái này là vải sơ mi á, vải sơ mi nhá. Mặc rất là mát, có cả màu đỏ nữa đấy ạ. Có màu kẻ đỏ nữa mọi người nhá. Váy suông kẻ bao nhiêu chị ơi? Váy này thì có giá là 201 chị nhá. Váy là 201 ạ. Chị nhá, chị Mu Lê Linh nhá. chị Long Thị Huyền ơi, chị thông cảm nhá. Do là rất nhiều comment nên em sẽ không nhìn thấy comment của mọi người đúng không ạ? Với lại vừa nãy có một chị có đấy, bọn em có nhìn thấy comment của chị ý comment nhá. Vì là rất nhiều comment thì hàng mấy trăm người xem thì bọn em làm sao mà đọc hết comment của mọi người được ý. Nó có thể là bị trôi đi hoặc là mọi người có thể bị ẩn comment nhá. Đen cao bao nhiêu cân vừa chị? Chị Nguyễn San ơi, chị muốn nó màu đen ấy ạ? Đen cao. Đen caro này thì dưới 6-5 cân mặc ok mọi người nhá. Dưới 6-5 cân mặc ok ạ. Váy đang mặc 5-8 cân mặc ok luôn nhá. Cho tớ xem váy trễ vai. Áo trễ vai đỏ chấm bi. Đây mọi người nhá, áo trễ vai đỏ chấm bi. Có mấy mẫu chấm bi đây ạ. Màu đỏ chấm bi rất là xinh nhá. Cái này hầu như mẫu trễ vai nào nhà em cũng mặc được 2 kiểu ấy ạ. Mẫu nào cũng mặc được 2 kiểu thì nhá. Đây, bỏ lên. Mặc đi chơi hay là mặc đi làm đều được nhá. Cả mặc được 2 kiểu, mặc với chân váy hay là quần legging nhá, đều được nhá. Chân váy công sở hay chân váy xòe đều mặc được, phải rất là xinh. Cho xem chế váy một. Váy caro bao nhiêu chị? Váy caro cầm. Váy caro cho em xem kẻ đỏ. Áo chế vai mẫu đang mặc bao nhiêu nhỉ? Chế vai nhá. Áo chế vai mẫu mặc là 186.000 mọi người ạ. Áo chế vai mẫu mặc 186 nhưng mẫu caro này là mẫu caro là bao nhiêu? Mẫu caro là 210.000 nhá. Caro này 210.000 này. Mẫu bạn đang mặc 44 cân vừa không vừa luôn chị nhá. Chị Hà Mai nhá, 44 cân mặc ok luôn ạ. Bao nhiêu vậy ạ? Lấy cái nào kẻ đỏ nhỉ? Cái này kẻ đỏ. Chị ơi, cái mẫu caro này có kẻ đen, kẻ đỏ và kẻ xanh nhá. Có kẻ đen, kẻ đỏ và kẻ xanh, ba màu rất là xinh luôn. Cho em xem váy trắng này có đen không?
mẫu bạn đang mặc. Mẫu mặc 44kg vừa nhá, vừa xinh luôn ạ. Các chị ơi, các chị đang xem livestream thì comment giúp em nhá. Mọi người muốn chơi mini game tiếp hay là muốn giới thiệu sản phẩm nhờ? Cho em xem váy sang chảnh có tay đi kìa. Bạn hôm nay nhiều người xem quá. Hằng ơi, hôm nay hơi bị nhiều người xem luôn. Trần Hằng. Mẫu váy trễ vai 42kg. Mẫu váy trễ vai 42kg mặc được không? Váy trễ vai 42kg mặc được nhá. 42kg mặc được ạ. Váy đấy thì béo hay là gầy nó đều mặc được hết nhá. Váy đấy đâu rồi? Váy trễ bên đen á. Không, ấy vừa mặc. Đỏ chấm mi bao nhiêu? Chơi đi chị yêu. Kẻ caro cao 1m67 mặc đến đâu chị? Kẻ caro cao 1m67 lấy thử. 1m67 thì mặc khoảng bằng gối chị nhá. 1m67 bằng gối chị ạ. Đợi mẫu nhà em ra thì em sẽ bảo mẫu ấm thử. Cho xem cái chân váy váy trễ vai chị đang mặc bao nhiêu. Chị mặc cái chờ cái đen này, cái caro này luôn đi. Váy trễ vai đang mặc mẫu trễ vai 42. Chơi đi chị yêu, đỏ chấm đi bao nhiêu. Chị ơi, các chị ơi đợi mẫu nhà em một chút nhá, thì mẫu nhà em đang thử rồi đấy ạ. Mặc có loại xuông giả cốt tông một màu, có loại màu vừa ý, váy xuông cốt tông. Chị ơi, nhà em hầu như đây có một tí kiểu hình theo ý ạ. Chị có ưng mẫu nào, chị có ưng dáng nào không thì để bọn em sẽ giới thiệu cho chị xem. Cho mình xem chân váy trắng đi, từ từ đang lấy nhá. Đỏ chấm mi bao nhiêu. Váy trễ vai chị đang mặc bao nhiêu kg vừa ạ? Cho xem váy sang trẻ. Mọi người ơi, hơn 100 người đang xem, muốn xem mẫu gì comment giúp em nhá. Hơn 100 người đang xem muốn xem mẫu gì thì comment giúp em. Ủa, phải kia túi bách kìa. Đâu? Có váy xuông ạ. Shop ở đâu vậy ạ? Chị ơi, em đang livestream ở cơ sở 246 Bà Triệu chị nhá. Đang livestream ở cơ sở 246 Bà Triệu chị ạ. Chị nào đang xem thì chia sẻ giúp em nhá. Hoặc là comment giúp em ạ. Bởi vì lượt tương tác cao thì bọn em mới nhìn thấy comment của chị ấy. Chị kéo áo trễ vai lên cổ em xem nhé. Vi Thắm Baby Doll. Đây ạ, từ từ ạ. Váy này, áo này mặc được hai kiểu nhá. Hầu như trễ vai nào nhà em cũng mặc được hai kiểu đấy ạ. Từ nãy giờ có cho xem đâu. Xem gì nhỉ? Từ nãy giờ có cho xem đâu. Áo bao nhiêu vậy bạn? Áo mẫu đang mặc áo chấm mi đỏ 186.000 ạ. Và áo này đang rất là hot bên nhà em nhá. Màu đỏ rất là xinh. Áo bao nhiêu vậy? Cho xem ạ. Có đầm xuống chữ đầm xuống. Tớ con điện thoại ấy. Baby đôn xuống dài. Bạn vui ý ạ. Mọi người ơi, mẫu này mẫu đang mặc được hai kiểu rồi nhá. 186k. Mọi người có muốn xem mẫu này tiếp không hay là để chuyển mẫu ạ? Thì mọi người comment dưới là qua mẫu nhá. Thì em sẽ lấy mẫu khác ạ. Có đầm xuống. Vậy đọc xong lại thôi. Baby đôn xuống dài. Chị bao nhiêu? Chị Nguyễn Thị Tâm ơi, nhà em ship nội thành đồng giá 30k này, ngoại thành là 30-40 nhá, ship cốt là 30-40k. Vừa nãy có chị hỏi váy kẻ caro đấy ạ. Cái chân váy trắng đây chị nhá. Nguyễn Thị Tâm ơi, chị hỏi mẫu nào, chị hỏi mẫu nào đấy ạ? Vừa nãy có chị hỏi váy caro đấy nhá, có 3 màu này, màu đen này, màu đen, màu đỏ và màu xanh ạ. Đây chị ạ. Thơ bảo Trinh ngáo ngơ. Thơ bảo Trinh ngáo ngơ. Em chỉ bị ngã cây thôi. Áo kia bao nhiêu ạ? Áo kia Nguyễn Hiệp ơi, áo kia. Áo chấm mi trễ vai 186 nhá. Lấy chân váy trắng ra cho chị cho xem. Mọi người ơi, chị Đỗ Linh ơi, chị đang muốn xem mẫu 9V070. Chị Oanh ơi, 9V070 xem cho em là mẫu gì với. Áo em đang mặc là mẫu nào ạ? Là mẫu đang mặc đúng ạ? Là mẫu chấm mi này ạ. Yếm bò. 9V070 yếm bò. Yếm bò tiếp hả? Cho em xem body thử. Chị thử mặc đen đi ạ. Áo em đang mặc không. Áo em đang mặc đây nhá. Áo chấm mi này đang rất là hot đây ạ. Đen cái gì? Áo đen đang mặc. Body dài qua hẳn gối đi ạ. Chị thử mặc đen đi ạ. Mặc đen là cái màu đen cái của cái kẻ này này. Cho xem body dài hoa hẳn gối. Mọi người ơi, đây nhá, 9V070 nhà em đây ạ. 9V070 240k nhá. 9V070 240k. Kéo lên hẳn cho chị xem. Kéo cái gì?
Nguyễn Hiệp ơi, đây là mặc được hai kiểu đây chị Nguyễn Hiệp nhá. Chắc là chị thích kiểu mặc như thế này hả? Bởi mặc như thế này thì kiểu đi làm đều cũng được ấy, hoặc đi làm đi học đều được ấy. Cho xem body đi, cho mình xem chân váy trắng đằng sau đi. Chân váy trắng kìa, cầm chân váy trắng. Thử với cái chân váy trắng này luôn. Thử luôn. Mọi người ơi, đây nhá. Thử với cái váy xòe. Váy caro đây ạ. Cái đấy mặc lên đẹp mà. Dạ. Mọi người ơi, đây nhá, mọi người nhìn rõ không ạ? Mẫu này mặc lên cực xinh luôn này. Cực xinh luôn mọi người nhá. Mẫu này nó là dáng free size. Chị nào mà 65 cân đổ khớp mặc ok luôn nhá. Mà bầu bí thì rất là bon chen thoải mái luôn mọi người ạ. Bầu bí bon chen thoải mái luôn nhá. Mẫu này cực xinh luôn này. Cực xinh luôn. Có dây đằng sau. Không xem mấy giờ rồi. Có màu khác không ạ? Chị ơi, mẫu chị đang hỏi mẫu nào chị nhờ? Ui, thế thì phải kết thúc thôi. À? Thế à? Có màu khác không em? Chị ơi, màu khác là màu nào nhỉ? Nguyễn Hiệp, áo chấm bi màu khác đi, có màu khác không? Áo chấm bi màu khác nhỉ? Có màu đen ạ. À? Chị ơi, có màu trắng chấm đen nhá. Nhưng mà em thấy mặc màu đỏ cho nổi chị ạ. Mặc màu đỏ nó nổi mà nó kiểu sang hơn ấy. À, chị cho mình xem zoom bò đằng sau, zoom bò kìa. Bò đây chị nhá, tâm bò đây ạ. Bò đây nhá, có size ML ạ. Cái riêng mẫu này có size ML nhá. Mặc rất là xinh luôn. Hình như là mọi người thích mẫu này hay sao ấy. Mặc lên rất là xinh mà. Mặc lên rất là xinh, kiểu dáng ống rộng. Mặc lên cho em xem body dài qua gối đi. Body dài à chị? Body dài thì nhà em chỉ có một số mẫu như thế này thôi nhá. Body dài chưa về. Chị ơi, mẫu body hiện tại nhà em chưa về nhiều chị ạ. Mẫu body từ đừng. Mẫu body dài nhỉ, em chưa về nhiều thì nhá, chỉ có một vài mẫu thôi ạ. Có kiểu dáng như thế này chị nhá, có kiểu dáng như thế này. Linh mon. Chị ơi, mẫu này nhà em là cao 1m67 này, còn mẫu đang vào thay kia là mẫu lùn kia là 1m60 ạ. Mẫu cao rồi là 1m67, mẫu lùn là 1m67 mọi người nhá, 1m67 ạ. Áo sơ mi trắng 55kg. Có áo sơ mi trắng 55kg không ạ? Chị ơi, 55kg mặc thoải mái rất là nhiều mẫu luôn nhá. Nếu mà chị 55kg thì có thể mặc các thể loại luôn ý. Vì là bằng cân bọn em này, bọn em mặc cái gì cũng được luôn chị ạ. Mặc rất là thoải mái mọi người nhá. Ai comment đấy? Ai comment chữ C đấy? Không biết, chắc chị Phương. Váy trắng viền thổ cẩm đằng sau chị. Shop ở đâu? Chị ơi, shop em ở 246.3 triệu chị nhá. 246.3 triệu mọi người ạ. 246.3 triệu này. Ngoài ra thì bọn em còn có các cơ sở khác nữa là 312 Nguyễn Trãi, 7 phố Lê Lợi, Hà Đông này, 195 Hồ Huế và 316 Cầu Giấy nhá. Shop ở đâu? Bao nhiêu một cái chị ơi? Váy này thì có giá là 218 mọi người nhá. 218.000 rất là rẻ. Nói bé thôi. Đầm chấm bi đấy. Chấm bi dây không chị? Chấm bi dây nhà em không có chị nhá. Chị ưỡn lên người xem có bị đến đâu. Hẳn là ưỡn đây chị nhá. Chứ em ướm luôn. Ướm. Chị Lan Hương muốn hỏi mẫu nào á? Chị đang muốn em ướm mẫu nào? Quê cho 100 người xem. Chết thôi, đỏ hết cả mặt lên rồi. Em tưởng chị bảo em ưỡn lên cơ. Chị ơi, váy này có giá là váy này có giá là 218 đúng không? 218 ạ. Váy yếm à, váy yếm này có giá là 240 mọi người nhá. Váy yếm 240 ạ. Quần yếm. Mã sản phẩm là 9V070 mọi người nhá. Có đủ size ML ạ. Có đủ size ML mọi người nhá. Có hở vai không chị? Không ạ. Không ạ. Váy yếm bao nhiêu? Mọi người ơi, mọi người nhìn rõ không ạ? Body ạ? Body màu đen đúng chị. Body màu đen này thì có giá là 248 đây nhá. Em ướm lên đây qua gối luôn chị ạ. Em 1m67 mọi người nhá. 1m67 mà qua gối luôn mọi người yên tâm nhá, không sợ bị ngắn đâu ạ. Không sợ bị ngắn đâu chị Lan Hương nhá. Cả nhà ơi, cả nhà muốn xem mẫu gì nữa không? Áo chị đang mặc bao nhiêu vậy? Áo của em đang mặc thì có giá thôi, lại đi không lại bị rồi đấy. Bị gì? Thì quá giờ. Váy bạn mặc bao nhiêu ạ? Váy của em mặc thì có giá là 218 mọi người nhá. 218.000 thôi ạ. Rất là xinh ạ. Hôm qua mình đặt áo nhũ bên bạn không thấy ai nói gì á. Chị Hương hip boy, chị đang muốn đặt mẫu nào chị có thể inbox lại giúp em nhá. Vì là nhiều tin nhắn quá các bạn thì có thể bị trôi đi đấy ạ. Váy chị mặc bao nhiêu chị ơi? 218 chị ơi, 218 rồi nhá. Đâu chị đang mặc mà. 218. Váy trắng lâu vậy? Váy trắng đây ạ. Chị ơi, váy trắng mẫu đang mặc đây nhá. 210. Có
Chị ơi, váy trắng này giá là 170.000 nhá, có size đủ size SML nhá. Có đủ size SML chị nhá, có đủ size SML ạ. Chị muốn xem mẫu nào được không ạ? Cho coi váy trễ vai lúc nãy. Váy trễ vai lúc nãy là gì? Đây, đang mặc luôn. Váy mà. À váy hả? Mình 52 kg, cao 1m55, mặc dài tới đâu? Có rộng hơn dáng váy chốt kẻ đấy không bạn? À, có dạ. Đấy chị Trinh... mình năm hai có rộng hơn dáng váy suông kẻ đấy không bạn? Có rộng hơn chị nhá, rộng hơn đấy ạ. À. Có cho mình xem thêm mẫu váy trắng vải mềm ý. Chị ơi, nhà em chỉ có chất jean thôi chị ạ. Nhà em chỉ có chất jean thôi nhá, không có chất vải mềm đâu ạ. Chất vải mềm thì nhà em có màu đen ấy, kiểu chân váy công sở ấy, rất là nhiều mẫu chân váy công sở. Còn màu trắng này nhà em chỉ có chân váy bò thôi chị ạ, có chất jean thôi. Chị muốn xem mẫu nào được không thì chị các chị cứ comment giúp em nhá. Các chị muốn xem mẫu nào thì cứ comment giúp em thì bọn em sẽ giới thiệu cho các chị xem nhá. Có baby doll không chị? Nguyễn Thúy My có baby doll nhá. Chị My muốn xem kiểu màu gì nhỉ? Màu gì? Có in hình gì không nhỉ? Quần yến 42 kg chị mặc size M giúp em nhá. Chị mặc size M giúp em chị Nga Thu Nguyễn nhá. Cho em xem váy kiểu xòe ý chị. Váy kiểu xòe là váy mọi người ơi, hiện tại bây giờ đã là mấy giờ nhỉ? 2:30 rồi, gần 3 giờ rồi. Bọn em phải kết thúc livestream ngày nay tại đây đã. Em bé ra kia đi. mọi người nhá, hôm nay bọn em phải kết thúc livestream ngày nay tại đây đấy ạ, vì là đã hết giờ live của chúng em rồi. Hẹn mọi người vào ngày mai nhá. Trời ơi, rất là nhiều người đang muốn xem đúng không ạ? Cho coi váy trễ vai lúc nãy đi bạn. Váy trễ vai nào chị nhỏ? Áo trắng có hình hoa càng tốt ạ. Áo trắng có hình hoa đầm kẻ. Các chị ơi, váy kẻ mẫu đang mặc 210.000 nhá. 210.000 có màu đen, màu đỏ và màu xanh các chị nhá. Chất đuối mọi người ạ, mùa hè mặc đuối rất là mát luôn nhá. Đợi em một chút thì mẫu đang thử đấy ạ. Áo màu trắng có hình hoa càng tốt. Lấy luôn váy sau, lấy luôn váy sau baby doll. Baby doll có hình hoa đây nhá. Baby doll có hình hoa. Bây giờ... Mọi người ơi, bây giờ bọn em phải kết thúc livestream ngày nay tại đây đi ạ. Hiện tại là đã quá giờ live của chúng em rồi ý. Hẹn mọi người vào ngày mai nhá. Trời ơi, rất là nhiều người đang muốn xem đúng không ạ? Anh Nguyễn Minh Hoàng ơi, có cho em like thêm một chút nữa được không ạ? Anh Hoàng ở đâu? Sốp ở đâu em ghé ạ? Ok mọi người nhá. Sốp em ở 246 Bà Triệu ạ. 246 Bà Triệu này. 76 Lê Lợi Hà Đông, 312 Nguyễn Trãi, 195 Phố Huế mọi người nhá. Mọi người muốn theo dõi livestream của chúng em thì có thể like fanpage của chúng em nhá. Like fanpage của chúng em đi ạ. Like fanpage này và ấn theo dõi ấy. Lúc mà bọn em live stream ấy thì mọi người có thể theo dõi nhá. Chị Đà Nẵng. Dạ. Dạ chị Thu Phương Thu Nguyên ơi, em đây ạ. Em bé ra kia đi. Ok mọi người, em phải dừng đấy ạ, không là anh đúng vậy. Tạm biệt mọi người vào ngày mai nhá. Ngày mai bọn em sẽ like mọi người rất là nhiều mẫu hơn ạ. Mẹ em đang lau nước mắt đấy. Con đang đeo okay. Mẹ rồi. Con em còn đang theo. Ok mọi người nha. Bây giờ em phải kết thúc livestream này tại đây đi ạ. Hẹn mọi người vào ngày mai nha. Tạm biệt mọi người. Bye bye.